người đã có mặt ngày hôm nay, đã dành thời gian đặc biệt chiều nay. Tôi tin rằng các anh các chị sẽ có được những thông tin quý giá, những bài học giá trị để có thể áp dụng trong cuộc sống của mình. Và tôi tin rằng với vai trò của Network 21, một tổ chức lãnh đạo không biên giới trên toàn cầu, có thể giúp cho chúng ta có tâm thế của một chủ doanh nghiệp, có tâm thế để có thể kiểm soát cuộc sống của mình thông qua một cơ hội kinh doanh, phát triển bản thân. Và mặc dù là chúng ta đang bị một cái khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng một cái đại dịch rất là lớn của toàn cầu không ngờ tới, nhưng thực sự là với vai trò lãnh đạo của Network 21, một tổ chức đã có kinh nghiệm đào tạo doanh nhân trên toàn cầu hơn gần 30 năm qua, thì chúng tôi đã triển khai linh hoạt để có thể ứng dụng công nghệ cho tất cả các chương trình đào tạo cũng như kết nối không biên giới của mình. Network 21 đã có N-Mobile 21 là một công cụ rất tuyệt vời để cho tất cả những ai mong muốn kiểm soát cuộc sống của mình có thể học, và từng bước một sẽ giúp cho chúng ta là có kinh nghiệm, có kiến thức, có kỹ năng để lãnh đạo chính mình, lãnh đạo một tổ chức mà những người tin tưởng đã theo chúng ta. Và đồng thời trong một cái giai đoạn khủng hoảng như thế này thì chúng tôi cũng thực sự cảm thấy vững tin, bởi vì mình đã lựa chọn một cơ hội mà hơn bao giờ hết thì kinh doanh cũng vẫn đang phát triển, và trong đội ngũ lãnh đạo có rất nhiều những tờ gương mặt mới xuất hiện, có những thành tích mới như LC là lãnh đạo câu lạc bộ lãnh đạo, có những người đã đạt được những thành tích mặc dù rất nhỏ nhưng cũng tự tin hơn để có thể nắm bắt cơ hội kinh doanh này. Và ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi MTV với sự nỗ lực của tất cả các lãnh đạo và đã tổ chức một cái buổi họp rất chu đáo và chuẩn bị về mọi phương diện, về kỹ thuật, về nội dung. Chúng tôi mong muốn cho mọi người có được một buổi chiều thật ý nghĩa, đón nhận được sự thay đổi. Và tôi tin rằng nếu các chị mở lòng mình để đón nghe, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được thấy những cái hình ảnh của mình ở trong những câu chuyện của những người đã trải qua cái cơ hội cái kinh doanh này và đã đạt được những cái bước thành tựu nhất định. Và xin chúc tất cả mọi người có một buổi chiều thật là ấm áp, kết nối và giá trị khi chúng ta biết rằng chúng ta có một cơ hội tiềm năng như thế nào trong tay. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ Diamond Vũ Thu Hương. Anh chị và các bạn thân mến, anh chị có thể giúp tôi dành một tràng số 8 thật dài để cảm ơn những lời chia sẻ của người chị cả của tổ chức Network 21 tại Việt Nam được không ạ? Nhờ có sự nhiều dắt của chị Hương mà bây giờ chúng ta đang có một kinh doanh thật là lớn, và chúng ta cũng đang có một cái buổi chia sẻ thật tuyệt vời cho tất cả anh chị có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh chị và các bạn thân mến, như tất cả chúng ta đều biết rằng là trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ được nhận những cái phần chia sẻ từ kinh nghiệm của một người đã đi trước trong kinh doanh này 30 năm, đó chính là Triple Diamond Supat. Anh chị biết không, ở những nơi anh đi qua, ở những đất nước mà anh đặt chân đến thì có rất nhiều cuộc đời đã thay đổi, rất nhiều người đã có một phong cách sống mới hơn và tiếp cận một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Và những điều anh chia sẻ đã giúp cho những người, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam của chúng ta, giống như là chị Vũ Thu Hương và giống như rất nhiều lãnh đạo khác, có thể dẫn dắt đội nhóm, có thể mang đến thành công cho những cuộc đời mới hơn. Và một đại diện, một người học trò xuất sắc của Triple Diamond Supat ở Việt Nam và hiện tại thì đang lãnh đạo cho thị trường miền Nam, đó chính là chị Nguyễn Thị Nga, cũng là diễn giả đầu tiên chia sẻ cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Chị Nga là một lãnh đạo rất tuyệt vời, là một người vô cùng nhiệt tình và dẫn dắt đội nhóm thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù là một đội nhóm còn rất non trẻ nhưng hiện tại thì đang phát triển với tinh thần và nhiệt huyết sục sôi và mong muốn thay đổi cuộc đời. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi một clip để hiểu hơn về diễn giả chị founder đang đăng Nguyễn Thị Nga. Xin mời anh chị cùng theo dõi ạ. I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, I sing along, then I sing along. Get me.
Oh, I see the shadows long beneath the mountaintop. I'm not afraid when the rain won't stop. Cause you light the way, you light the way, you light the way. Vâng ạ, và ngay bây giờ thì anh chị có thể giúp tôi dành một tràng số 8 thật dài để chào đón sự chia sẻ của founder Platinum Nguyễn Thị Ca đến từ thị trường thành phố Hồ Chí Minh được không ạ? Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với chị Nguyễn Thị Nga. Xin chào tất cả các anh chị, xin chào MC Hồ Phương ạ. Xin chào chị Nga, chúng tôi đã nhận được tín hiệu âm thanh hình ảnh rất là rõ ạ. Cảm ơn MC Hồ Phương và Nga chân thành cảm ơn tất cả những anh chị đằng sau hậu trường đã giúp cho Nga được xem lại cái đoạn video clip về chính cái cuộc sống của mình. Có thể mượn tràng số 8 của tất cả các anh chị để cảm ơn những người đã tổ chức ra cái buổi ngày hôm nay được không ạ? Xin giới thiệu với tất cả những anh chị em, tên đầy đủ của Nga là Nguyễn Thị Nga. Và đến chỉ còn khoảng 20 ngày nữa thì còn khoảng 15 ngày nữa thì Nga chính thức bước sang tuổi 40, đi được gần một nửa chặng đường của cuộc đời. Và thật sự ngày hôm nay thì Nga vô cùng xúc động được một trong những người đại diện cho Network 21 và Med Team Việt Nam để có thể chia sẻ câu chuyện của mình, mà cách đây 6 năm khi Nga đón nhận cơ hội kinh doanh này cũng từ một cái câu chuyện như vậy đã có thể giúp cho Nga thay đổi được cuộc sống. Vì thế cho nên trong phần rất là ít phút, Nga hy vọng rằng phần chia sẻ của mình có thể giúp ai đó trong số các anh chị đang ở nhà nhưng mà lại có thể nhận được một cái điều, có thể là một cái bước ngoặt, hoặc có thể một thông tin mới, hoặc ít nhất là có thể thêm thông tin để có thêm sự lựa chọn cho cuộc sống của tất cả các anh chị. Một chút thông tin để có các anh chị và Nga được giao lưu với tất cả các anh chị. Thì Nga trước đây thì là Nga tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội thì cũng theo đúng những cái công thức của một cái người mà được định hướng trong một cái nhà giáo dục truyền thống, bố mẹ thì làm giáo dục, thì Nga chọn một cái con đường đấy là đi làm công ăn lương, và vô cùng may mắn là Nga được vào một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu để công tác. Và thật sự với các anh chị thì Nga nghĩ rằng là cuộc sống của Nga tương đối là tốt thời điểm đó, bởi vì học một cái ngành khá là xu thế, cộng với lại làm một cái công việc mà tương đối là ổn định, và làm công tác cho quân đội hơn 10 năm. Nga có một cái thời gian công tác và Nga có thể nói rằng là đấy là những cái quãng thời gian rất đẹp. Nga cũng rất là yêu công việc của mình. Vì thế cho nên Nga không nghĩ rằng là sẽ có một ngày thì mình sẽ dễ sắc trang. Cho tới khi mà Nga sinh cô con gái thứ hai các anh chị, thì thời điểm mà Nga đón nhận cơ hội kinh doanh này cũng rất là đặc biệt. Đấy là lúc 3 giờ sáng. Thật sự với các anh chị cũng như thời điểm bây giờ, các anh chị ở nhà có bao giờ nghĩ rằng là khi mình ở nhà thì lại có nhiều điều đổi thay không ạ? Thời điểm mà Nga biết đến cơ hội kinh doanh Amway cộng với Network 21 vào đúng 3 giờ sáng, và người chia sẻ cho mình không ai khác chính là ông xã của Nga,
anh Nam đã mang cái cơ hội kinh doanh này. Hồi đấy thì khi đấy thì anh Nam đang làm giám đốc dự án cho tập đoàn Nokia. Cuộc sống của hai vợ chồng Nga thì khá là tốt. Cho đến khi mà anh Nam chia sẻ cơ hội này thì Nga có một câu hỏi là vì sao anh lại cần phải có một cái cơ hội để có thể kiếm thêm công việc. Và anh ấy gọi Nga dạy và anh ấy bảo rằng là nhưng mà cái cơ hội kinh doanh này nó không giống như em nghĩ, và Nga cũng không hiểu là giống như em nghĩ là như thế nào, bởi vì anh ấy không biết chia sẻ ra làm sao các anh chị ạ. Anh ấy chỉ bảo rằng Nga là cần phải thức dậy đi, bởi vì có cái này rất hay. Và Nga biết là với một người làm nền tảng kỹ thuật giống như anh ấy thì không thể nói hết được cái cảm xúc. Mà anh ấy rất là lóng ngóng, và cái động tác của anh ấy làm cho Nga vô cùng ấn tượng. Đấy là gì ạ? Là chưa bao giờ mà Nga thấy anh ấy hào hứng như thế. Và anh ấy nói với Nga rằng là gì? Là em cần phải nắm bắt cái cơ hội kinh doanh này. Nga bảo rằng là bây giờ 3 giờ sáng thì chúng ta cần phải đi ngủ, cho nên là thôi thì đến lúc khác thì em sẽ nghe. Nếu các anh chị biết không ạ? Sau đấy thì anh lại quay trở lại, và sau đến lần thứ ba, và Nga rút ra là cái gì mà cứ nói đi nói lại nhiều lần thì chắc chắn là sẽ vào sự chú ý của chúng ta, đúng không các anh chị? Đến lần thứ ba thì Nga thấy hình như có một cái gì đó rất là kỳ lạ, và lúc này thì Nga mới nhìn thẳng vào anh ấy và Nga nói thật sự với anh ấy là em sẽ tìm hiểu cơ hội kinh doanh này chỉ bởi vì sao? Bởi vì em muốn anh đi ngủ. Muốn làm gì thì cũng phải có sức khỏe, thôi đi ngủ, em cam kết là em sẽ tìm hiểu cơ hội kinh doanh này. Đấy là chính là cái cơ duyên mà Nga đến với cơ hội kinh doanh này. Vậy thì các anh chị nghĩ 3 giờ sáng thì liệu có cái cơ hội gì không ạ? Ngay trước bao giờ nghĩ rằng một cái cơ hội mà nó lại đến vào lúc 3 giờ sáng các anh chị ạ. Nhưng mà sau này thì khi vào network 21 rồi thì Nga thấu hiểu một điều, và người thầy mà các anh chị sẽ được gặp sau ít phút nữa, anh ấy nói rằng là gì ạ? Khi chúng ta thật sự muốn thay đổi thì nó nằm ẩn sâu ở bên trong mình, nhưng mà mình không nhận ra đâu các anh chị ạ, mình không nhận diện ra được. Nhưng mà nó sẽ thôi thúc mình tìm hiểu và đi tìm một gì đó. Chân nó thôi thúc chân mình đi tìm hiểu, nó thôi thúc tay mình phải mở lòng ra để nghe, và mở mang cả tâm trí ra mình để nghe. Và cuối cùng thì Nga thấy rằng là đúng như vậy các anh chị ạ. Khi mình muốn thay đổi thì thời điểm nào cũng là hoàn hảo các anh chị ạ. Còn khi mà mình chẳng muốn thay đổi thì chẳng có thời điểm nào là hoàn hảo hết các anh chị ạ. Vậy thì các anh chị ở đây, Nga nhìn thấy có hơn 500 con người các anh chị dành thời gian để nghe cái buổi chia sẻ kinh doanh này. Thì đâu đó trong sâu thẳm các anh chị đang mong muốn thay đổi một điều gì đó cho cuộc sống của mình tốt hơn lên, có đúng không ạ? Nếu đó là lý do để các anh chị ngồi trước màn hình này thì hãy cho các anh chị, chính các anh chị một tràng số 9, bởi vì thật sự buổi ngày hôm nay không phải là một cái cơ hội kinh doanh, mà thật còn hơn cả một cơ hội kinh doanh, nó là một cái cơ hội để chúng ta có thể thay đổi giống như những người giống như Nga. Thế thì quay trở lại với câu chuyện rằng là sau khi mà Nga nghe được cái chia cơ hội này vào lúc 3 giờ sáng, thì ngày hôm sau thì theo cam kết thì Nga đã theo lời hướng dẫn của anh Nam và Nga bắt đầu tìm hiểu cơ hội kinh doanh này. Anh Nam nhà Nga thì rất là thông minh. Mặc dù có thể diễn đạt, anh ấy diễn đạt về mặt lời thì không tốt, bởi vì anh chỉ làm với máy móc thôi các anh chị. Nhưng mà anh đưa cho Nga một cái bộ CD gồm có 30 cái đĩa CD. Và anh ấy nói rằng là gì ạ? Em đang mới sinh con, lúc đấy thì em mới sinh con được một tháng. Thế thì em đang sinh con một tháng, em có thời gian. Em hãy giúp anh làm một việc, hãy nghe hết 30 cái CD này, được không? Sau đó thì tóm lược lại những cái ý chính giúp cho anh. Vậy thì thực ra với vai trò là một người phụ nữ trong gia đình thì chúng ta sẵn sàng làm nhận giúp đỡ không ạ? Thế thì Nga sẵn sàng rồi ạ. Và các anh chị có biết điều gì đã xảy ra, một điều kỳ diệu vô cùng, đấy là sau khi Nga nghe đến cái CD thứ 3 thì Nga bắt đầu giật mình các anh chị ạ. Ôi, hóa ra hơn 10 năm Nga đi làm và cũng đã đi hơn khoảng 10 quốc gia các anh chị, và đã học ngoại ngữ và kết nối, cứ tưởng rằng mình biết hết rồi, hóa ra tất cả những cái gì mình biết, ôi nó hữu hạn vô cùng. Mặc dù mình đọc sách người ta cũng nói như thế, nhưng mà mình cứ không tin cái chuyện này các anh chị. Và đến cái CD thứ 3 thì Nga cảm thấy thật sự giật mình. Đấy là có quá nhiều điều mình chưa biết, nhưng quan trọng nhất có những điều mình chưa biết nó lại giúp mình giải quyết vấn đề mà mình đang quan tâm cơ các anh chị ạ. Và lúc đấy thì phải nói là vợ Nga vô cùng cảm ơn, bởi vì cái người bảo trợ đã hướng dẫn cho ông xã Nga làm đúng cách, đấy là đưa cho Nga nghe Channel 21, bây giờ thì gọi là Network 21 Mobile. Và nhờ cái kênh này thì Nga đã được tiếp cận với tư duy và tầm nhìn của những doanh nhân rất thành đạt trong Network 21, và đã mở ra cho Nga một cái tầm nhìn mới. Và sau đấy thì các anh chị nhìn thấy cái trên slide, cái hình ảnh mà Nga quyết định là, lúc đấy thì Nga nói với người bảo trợ là bây giờ thì chị muốn làm, không biết làm thế nào. Thế thì người bảo trợ chỉ nói mỗi một câu là những người như chị đã có một cái trải nghiệm rồi ấy, thì em nói chị không tin đâu. Mà kinh doanh này thì đơn giản lắm, chị tin là sẽ được. Vì vậy thì chị muốn tin thì chị phải nhìn thấy thôi. Thế thì em sẽ chỉ cho chị một chỗ để chị có thể tin. Đấy là chị hãy đi Bangkok. Người bảo trợ chỉ nói với Nga như thế thôi các anh chị. Và sau đấy thì Nga đăng ký xin đi Bangkok luôn. Vì sao các anh chị biết không ạ? Lúc đấy thì con mới chỉ có 1-2 tháng. Nga đi bởi vì Nga sợ như thế này ạ. Nga không biết là nếu mà ở nhà thì mình có thể tính toán được là nếu mà đi thì mình chắc là mình mất khoảng tầm 5-7 triệu tiền chi phí đi, đúng không các anh chị? Nhưng mà Nga sợ nhất ý là nếu mà mình không đi thì không biết mình mất cái gì các anh chị ạ.
Nga sợ lắm, không biết là như thế nào, nhưng mà Nga rất sợ là mất đi một cái cơ hội, mà càng lớn tuổi thì chúng thì Nga lại càng cảm nhận rằng là cái cơ hội nó đến với mình mỗi ngày càng ít đi và nó lọt qua kẽ tay. Cuối cùng Nga quyết định đi sang Thái Lan, và chính cái chuyến đi học tập Network 21 tại hội nghị lãnh đạo cuối tuần đã giúp cho Nga quyết định nắm bắt cơ hội kinh doanh này. Đến thì vào lúc 3 giờ sáng nhưng mà quyết định khi mình bắt đầu mở ra tầm nhìn ngay anh chị ạ. Vì sao? Bởi vì khi mà đến với Thái Lan và đến với Network 21 thì Nga mới được nhìn thấy một bức tranh tổng quát các anh chị. Nga vẫn hay nghe cái câu chuyện là thầy bói xem voi. Trước đây Nga cách đây 10 năm Nga được biết về Amway từ người chị dâu trong nhà và cũng là cái người rất là giỏi. Chị ý nói về cây kem đánh răng và Nga chỉ nhìn thấy Amway ở góc độ là kem đánh răng thôi. Một nhân viên văn phòng đi làm thì không có khái niệm gì về thị trường các anh chị ạ. Cho nên Nga nhìn thấy là chỉ là kem đánh răng, nước rửa chén. Ôi nó không có xứng đáng cho mình để mình có thể quan tâm chứ đừng nói chuyện là mình làm. Đấy là hồi đường xưa Nga nghĩ như vậy. Cho tới khi Nga đến Thái Lan và khi mà được nghe chia sẻ từ Network 21 thì Nga mới nhìn lại, thì Nga mới thấy ôi, tức là lâu nay mình đóng vai trò là người tiêu dùng, đúng không các anh chị? Và dù có làm Amway không làm Amway thì chúng ta vẫn đang phải nai lưng ra, vẫn đang phải rất nỗ lực mỗi ngày đi làm kiếm tiền để làm gì ạ? Để 50% trong số thu nhập của chúng ta là chi trả cho các cái khâu trung gian, chi trả cho cái tiêu dùng hàng ngày. Và không biết là các anh chị phụ nữ như thế nào, hay là các anh đàn ông khi đi làm về thì đưa tiền cho vợ có căn đo đong đếm không, nhưng mà Nga thì cứ phải căn gọi là tiết kiệm ạ, tiết kiệm là quốc sách đúng không ạ? Nga được dạy từ bé như thế. Thế là cứ toàn là phải tìm cái chỗ nào mà có gọi là khuyến mãi thì cắt và gom vào, cái chương trình khuyến mãi là phải gom lại và để làm sao ạ? Tối ưu cái đồng tiền cho gia đình. Và Nga cảm thấy đau đầu quá, các anh chị ấy suốt ngày cứ phải tính xem là nó bao nhiêu tiền. Thế thì tự nhiên khi mà Nga đến N21 và nghe các cái lãnh đạo chia sẻ rằng là gì ạ? Ở đây chúng ta tiêu dùng mà lại tiêu dùng được trực tiếp, mà lại cắt giảm khâu trung gian, và người ta lại tiêu dùng mà lại trả lại tiền cho mình. Lần đầu tiên Nga nghe một cái khái niệm gọi là gì ạ? Nhà sản xuất trả tiền cho mình. Và Nga thì là dân học ngoại ngữ cho nên cái gì mà nghe là từ khóa đấy các anh chị ạ, là không bao giờ bỏ qua. Ngày hôm nay có thể cái từ khóa này giúp cho các anh chị có thể rằng là sẽ thay đổi được một cái hướng đi đấy ạ. Có bao giờ các anh chị lại tiêu dùng mà được nhà sản xuất trả tiền không ạ? Đó là khái niệm đầu tiên, và từ lần theo khái niệm này thì Nga mới hiểu ra mô hình kinh doanh này là gì ạ? Là chúng ta là người tiêu dùng, được tiêu dùng trực tiếp. Và nếu mà chúng ta thật sự mở lòng và tìm hiểu thì chúng ta lại được trở thành đối tác với nhà sản xuất. Và nhà sản xuất lại trả tiền cho chúng ta bằng cách là cắt khâu trung gian đi. Chúng ta thay vì làm giàu cho khâu trung gian thì bây giờ lại được khai thác cái khâu trung gian mà cũng là tiền của mình thôi ạ. Làm giàu cho chính mình có chính đáng không các anh chị? Vì tất cả chúng ta đều đi làm để kiếm tiền thôi đúng không ạ? Và cái chữ mà đã bắt vào Nga, cái chữ thứ hai là từ khóa đấy là gì ạ? Không phải là chỉ tiền đâu ạ, bởi vì rất nhiều cách kiếm tiền. Nhưng mà ở đây lại là giúp cho chúng ta tạo ra một tài sản chứ không phải là lương. Và Nga bắt đầu lần đầu tiên Nga mới hiểu là lương và tài sản thì khác nhau các anh chị ạ. Thu nhập hàng tháng và tài sản là khác nhau ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì một ngày mình còn đi làm được thì mình còn có thu nhập đúng không các anh chị? Và nếu mà nhỡ may mình có rủi ro, đặc biệt chúng ta đang trong mùa dịch Covid thì chúng ta hiểu rủi ro nó đến với chúng ta lớn như thế nào. Nhớ ngay ngày mai chúng ta không đi làm được nữa, mà ngay bây giờ khi Covid tác động chúng ta không đi làm được nữa, có phải là mọi nguồn thu nhập của chúng ta có phải bị dừng lại không các anh chị? Và lúc đấy thì Nga mới thấy là vì sao những chủ doanh nghiệp, những doanh nhân, những người mà đã rất giàu có ở Indonesia, khi mà Nga nghe CD của Network 21 họ đã làm đến là khai thác dầu mỏ, họ vẫn nắm bắt cuộc kinh doanh này. Bởi vì hai chữ thu nhập thụ động, và đây cũng chính là ngay cái Nga làm cho Nga bắt buộc phải quan tâm các anh chị ạ. Vì sao? Nga thích thu nhập thụ động ạ, chỉ đơn giản là vì Nga rất yêu gia đình. Không biết các anh chị có yêu gia đình không, và các anh chị nghĩ như thế nào? Người bảo trợ của Nga là chị Vũ Thu Hương và anh Xuân Phát hỏi: em yêu gia đình thì em làm gì cho gia đình? Nga giật mình với cái câu chuyện này các anh chị ạ. Không biết chúng ta đang dành gì cho gia đình? Và nếu mà chúng ta có một cái nguồn thu nhập có thể đảm bảo ngay cả khi có mình hay không có mình, thì có phải con cái chúng ta được đảm bảo không các anh chị? Và lần theo những cái lý do như thế thì Nga đến với cơ hội kinh doanh này. Thế thì bước tiếp theo đi ạ, là slide tiếp theo đi ạ. Và Nga cảm thấy rằng là nó rất thú vị các anh chị ạ. Hóa ra là Amway không phải là mang kem đánh răng, nước rửa chén để đi chia sẻ đâu các anh chị. Mặc dù đấy cũng là một phần trong công việc kinh doanh này, nhưng nó không phải là toàn bộ bức tranh. Thế thì Nga thấy rằng là, Nga tìm hiểu thì là 90%, trong đó có Nga cách đây rất lâu biết đến Amway thì biết ở góc độ là gì ạ? Chỉ tiêu dùng và bán sản phẩm thôi. Thế nhưng mà sau này thì người bảo trợ nói rằng là ở đây có một phương thức kinh doanh, mà cái phương thức kinh doanh tức là bán cái gì nó không quan trọng bằng quan trọng là cách bán, đúng không các anh chị? Kinh doanh cái gì nó lại không quan trọng bằng, dĩ nhiên nó cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng cái phương thức kinh doanh. Và Nga nhận ra phương thức kinh doanh trong kinh doanh này với Network 21 lại tạo ra được rất nhiều giá trị mà mình đang tìm kiếm trong cuộc sống. Và Nga dùng cái từ gọi là gì ạ? Phương thức kinh doanh trong cái kinh doanh này chính là triết lý sống.
ở đây á, Nga hay nói với đội nhóm của Nga đấy là gì ạ? Trong kinh doanh này thì cách duy nhất, con đường duy nhất để thành công không phải là bán thật nhiều sản phẩm mà là giúp đỡ thật nhiều người. Giúp người khác cũng là giúp mình, và giúp người khác thành công thì mình mới thành công. Vì thế cho nên vào đây, nếu mà đang có ý định xấu đấy các anh chị ạ, hay là đang có những thói quen rất là không tốt đấy ạ, hoặc là không kỷ luật đấy ạ, thì cũng phải trở nên tốt hơn nếu thành công là đích đến. Có thích không các anh chị? Nếu mà thành công là đích đến thì chúng ta trở thành một người tốt hơn. Thế thì chúng ta được lợi đơn lợi kép, đúng không ạ? Bởi vì trong rất nhiều công việc truyền thống, ta thấy rằng là mình có thể thành công về mặt tiền bạc, nhưng con người mình trở nên kiệt quệ hơn. Thế thì Nga yêu cái vô cùng cái phương thức kinh doanh này các anh chị ạ. Và sau đấy thì Nga quyết định là dấn thân. Và khi mà quyết định dấn thân thì các anh chị thấy rằng là đầu tiên là phải thay đổi cách nhìn. Bởi vì với cách nhìn cũ thì không bao giờ có thể giải quyết công việc theo một cái hướng mới được, đúng không ạ? Mọi thứ bắt đầu từ suy nghĩ. Thế thì Nga được người bảo trợ hướng dẫn là hãy gắn kết mình với những người thầy. Và Nga vô cùng may mắn các anh chị. Và bây giờ thì có thể nói rằng là gì ạ? Tài sản lớn nhất mà Nga có được trong đội kinh doanh này chính là những người thầy mà mình đã được trong môi trường này mình đã được gắn kết. Và trong hình ảnh thì các anh chị thấy là đây là những người thầy vĩ đại, cha giàu Peter Mart. Và chút xíu nữa thôi thì các anh chị sẽ được nghe chia sẻ của Triple Diamond Sư Phát. Nga là một trong những người mà được sự dẫn dắt của anh, và cũng là sản phẩm trong Network 21 và trong tư duy dẫn dắt của Triple Diamond Sư Phát và chị Thu Hương. Sau đó thì Nga theo hướng dẫn thì mọi người cứ hay hỏi là thế làm kinh doanh Amway thì làm cái gì? Thế thì có gì khác biệt? Mọi người nhìn xong mọi người bảo rằng là mình vẫn thấy kinh doanh Amway này chắc cũng bán sản phẩm thôi. Đây chính là công việc của một người làm Amway theo Network 21 các anh chị ạ. Nga theo hướng dẫn và Nga làm đúng như thế. Nga thích nhất trong Network 21 đấy là gì? Là có công thức các anh chị ạ. Và công thức của Nga trong một ngày buổi sáng ngủ dậy sẽ là đầu tiên là cắm tai đi tập thể dục và nghe CD các anh chị. Đây là nghe Network 21 Mobile. Các anh chị có nghĩ là việc này khó không ạ? Thật ra thì Nga nghĩ rằng việc này ai cũng có thể làm được. Nhưng mà nếu mà không có mục tiêu thì dĩ nhiên là nó sẽ trở nên khó, đúng không các anh chị? Và cái việc thứ hai mà Nga làm trong kinh doanh này đấy là đọc sách ạ. Đúng không ạ? Đây là hai việc quan trọng trong ngày mà không chỉ một mình Nga mà tất cả mọi người đều làm y như vậy. Sáng ra thì nghe CD, đi tập thể dục, đọc sách. Các anh chị có thấy là ở đây có phải là những cái công việc mà giống như là các anh chị nhìn thấy là chỉ có những người triệu phú mới làm không ạ? Trước đây thì khi Nga chưa vào Network 21, Nga nghe mọi người nói rằng là những người mà đọc sách, nghe CD, tư duy thành công phần lớn là những người đã thành công, hoặc là những người mà phải có thời gian, hoặc là những người phải có giàu có về tiền bạc. Sau này thì Nga hiểu ra cứ vào trong kinh doanh này thì điều đầu tiên chúng ta sẽ có một cái gọi là đấy là công việc, và nó cũng trở thành một cái lối sống luôn các anh chị ạ. Thế là được sở hữu cả cái lối sống sang trọng trước khi chúng ta thành công. Tuyệt vời không các anh chị? Rõ ràng Nga mới hiểu rằng là mình phải có một cái lối sống tốt rồi thì mới thành công được. Mình phải hạnh phúc vui vẻ rồi mới thành công được, chứ không phải thành công rồi mới hạnh phúc. Và sau đấy thì về sản phẩm thì rất nhiều người hỏi rằng là vậy thì ở đây thì anh chị có phải bán không? Bán sản phẩm không? Nga nói bán, có bán, nhưng quan trọng là bán cái gì và bán như thế nào thôi. Ở trong này thì trong này khi làm kinh doanh Network 21 thì cái đầu tiên Nga bán là bán cho chính mình, bán một cái khái niệm cho mình thay đổi cái góc nhà của mình. Vâng, back về cái slide đầu tiên để các anh chị, bởi vì Nga rất yêu thích cái góc nhà của mình. Các anh chị có yêu thích cái căn nhà của mình đúng không ạ? Đặc biệt mùa dịch như thế này, nếu chúng ta ở nhà để cho chúng ta đỡ bị cảm thấy rằng là buồn chán. Bởi vì nếu mà ở nhà có niềm vui thì chúng ta sẽ không muốn đi ra ngoài, đúng không ạ? Thì hãy thay đổi góc nhà. Mà nếu thay đổi góc nhà mà lại có nguồn thu nhập thì các anh chị nghĩ có tốt không ạ? Nga không biết các anh chị như thế nào nhưng Nga thấy rất là tuyệt vời. Chỉ mỗi là trang trí lại nhà, thay đổi nhãn mác trong gia đình, thay đổi địa chỉ mua sắm mà lại có một cơ hội kinh doanh độc lập. Tuyệt không ạ? Nếu mà các anh chị cảm thấy tuyệt thì cứ thả lên đến một tràng số 6, bởi vì đấy chính là cơ hội các anh chị ạ. Và sau đó thì đã thay đổi về việc nghe CD, đọc sách, rồi thay đổi các cái góc trong nhà. Thì bản thân mình cũng thay đổi các anh chị ạ. Bởi vì sao ạ? Mình đã thay đổi từ suy nghĩ là mình bắt đầu sang con người mới, đúng không ạ? Và một loạt hành động của mình cũng sẽ thay đổi theo. Nga chuyển sang sử dụng những dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời của Amway, những dòng sản phẩm hữu cơ. Nga rất thích như thế này các anh chị ạ. Sản phẩm của Amway không phải là dành cho tất cả, và phần của Amway thì dành cho tất cả mọi người, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể dùng được Amway. Vì sao ạ? Bởi vì chỉ những ai thích này, yêu thích bản thân, yêu thích gia đình, thích những sản phẩm hữu cơ, yêu môi trường, đúng không ạ? Thích nhân văn thì sẽ mới dùng được Amway. Đó là sản phẩm Amway mà Nga được biết đến. Không biết các anh chị biết Amway như thế nào, nhưng đấy là Amway mà Nga được biết đến. Và vì thế nên Nga rất là yêu thích cái dòng sản phẩm này. Và hãy cứ nhìn lại rằng là nếu một cái dòng sản phẩm mà giúp cho chúng ta thay đổi. Năm nay Nga đã 40 tuổi và Nga cảm nhận rằng là cái nguồn năng lượng của mình chưa bao giờ nó lại tràn đầy như bây giờ. Và cái thời quãng đẹp nhất của Nga bây giờ nó đang bắt đầu các anh chị ạ. Tuyệt vời. Và mùa Covid này thì mọi người cũng dành rất nhiều thời gian để đọc những cái thông tin rất là tiêu cực. Thì ở trong kinh doanh này, việc tiếp theo mà chúng tôi làm sau khi thay đổi bản thân thì chúng tôi học được rất nhiều những cái tư duy tích cực.
À, và ở đây thì Nga dùng cái từ là gì ạ? Đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn, đúng không ạ? Câu nguyên văn là như vậy. Thế thì hãy để nụ cười của bạn đánh bay Covid, đừng để Covid lấy đi nụ cười của bạn, có được không ạ? Và nếu mà các anh chị đang ở trên màn hình, các anh chị có thể nở một nụ cười, mặc dù Nga không nhìn thấy nhưng Nga cảm nhận được, bởi vì đó chính là năng lượng, đấy chính là từ trường, đúng không ạ? Là chúng ta có thể được kết nối với nhau khi chúng ta cười và chúng ta nghĩ về nhau. Và thật sự là kinh doanh này bắt đầu bằng nụ cười các anh chị ạ. À, rất là vui, rất là khác biệt với kinh doanh truyền thống của Nga. Khi làm quản lý thì phải rất là nghiêm khắc và lúc nào mặt cũng phải rất là nghiêm trang các anh chị nhé. Và về góc độ gọi là kinh doanh, thế thì sau khi mà mình đã có những cái thói quen và những cái thay đổi thì kinh doanh này thật ra là dễ hay khó? Với Nga mà nói thì nó có cả hai các anh chị ạ. Trước khi mà có mục tiêu thì Nga thấy cái gì cũng khó hết ạ, nhưng mà sau khi có mục tiêu rồi thì Nga thấy nó cũng rất đơn giản. Nga không nói nó dễ, Nga cũng không nói nó khó, mà Nga nói nó đơn giản. Đơn giản có nghĩa là ai cũng có thể làm được. Đơn giản bởi vì nó có công thức. Nhưng mà nó sẽ rất là khó nếu như mình không hiểu vì sao mình lại phải làm nó. Bởi và nó rất là khó nếu như mà chúng ta, bởi vì cái thời gian mà chúng ta làm kinh doanh này á, chúng ta hay nghe là kinh doanh bán thời gian. Nhưng mà thật ra kinh doanh này để thành công thì không phải là làm vào thời gian rảnh rỗi, mà phải cật sự tập trung vào những lúc mà mọi người đang được nghỉ ngơi thì chúng ta làm việc. Và nhiều khi Nga hỏi rằng là tại sao mình lại phải làm công việc kinh doanh này? Bởi vì có phải là chúng ta muốn thay đổi không các anh chị? Tất cả công việc chúng ta đang làm đều có một lý do, đúng không ạ? Và nếu lý do đấy đủ lớn thì mọi thứ trở nên dễ dàng ạ. Thì trước đây thì chia sẻ offline, khi chưa có Covid thì chúng tôi chia sẻ trực tiếp. Và kinh doanh này là kinh doanh của cảm xúc, kinh doanh của con người. Sản phẩm nó chỉ là một phần, nhưng mà con người mới là cái cốt lõi trong cơ hội kinh doanh này, cùng theo phương thức của Network 21. Thế thì offline thì Nga cũng làm những công việc do rất bao nhiêu người làm, đấy là dùng xong và chia sẻ. Và Nga rất là thích cái khái niệm bán trong kinh doanh này. Bán trong kinh doanh này chính là chia sẻ. Vậy thì, và trao giá trị. Vậy thì mình phải có một cái gì đó mình mới chia sẻ được, không ạ? Và mình phải có giá trị, mình mới cho đi được, đúng không các anh chị? Và trước khi mình cho đi, mình đã trở nên giá trị hơn. Cơ hội kinh doanh này giúp cho Nga trở nên giá trị hơn trước khi làm được nó. Vì thế nên là để chia sẻ với cơ hội kinh doanh này thì Nga thấy cái phương thức nó rất tuyệt vời. Và Nga dùng cái từ là off và on. Khi mà chưa có Covid thì chúng tôi làm kinh doanh này là offline, gặp nhau và rất vui. Và sau này chuyển sang online thì chỉ cần tắt cái nút off đi thành on, thế là thành online. Giống như ngày hôm nay, rất nhiều người đã được kết nối cơ hội kinh doanh này thông qua người bạn của mình mà chỉ trên màn hình, có đúng các anh chị, và nhờ sự thay đổi của công nghệ. Và quan trọng nhất là sự thay đổi cách đây 6 năm về trước, mà đến bây giờ khi chỉ cần chuyển từ off sang on, nó không đơn thuần chỉ là bật màn hình online lên là có thể làm kinh doanh này, mà thật sự đấy là nó đã có sự thay đổi, mong muốn cuộc sống mình thay đổi. Bởi vì Nga biết rất nhiều người ngày hôm nay mặc dù có sẵn link, sẵn máy tính, wifi đầy nhà nhưng mà vẫn không nghe, không mở ra để nghe. Chỉ có một cái click, chỉ có chưa đến một giây đã có thể có một cơ hội thay đổi cuộc sống. Thế nhưng không phải ai cũng làm vì thế. Cho nên là chúc mừng tất cả các anh chị, 500 anh chị ở đây là những người đang đi tìm kiếm cơ hội. Chỉ cần book on lên thôi, và đấy cũng là cách làm trong kinh doanh này luôn các anh chị ạ. Và các anh chị nhìn thấy không ạ? Ở đây thì rất là vui. Khi mà mình on lên thì mình kết nối và mình gần gũi hơn bao giờ hết các anh chị ạ. Mình có thể chia sẻ được rất là nhiều người. Trước khi mà Nga chia sẻ cái buổi này thì Nga gửi cho tất cả trong mọi người trong gia đình. Và mọi người rất là vui bởi vì ở nhà mà lại có những cái thông tin tốt lành. Thay vì cứ phải đọc những thông tin về Covid nhiều quá, đúng không ạ? Vì chúng ta đang góp phần cho cái môi trường nó tích cực hơn lên. Và các anh chị biết không ạ, sau khi chúng ta đã làm và chia sẻ những điều cơ bản, chia sẻ về ý tưởng, chia sẻ về cơ hội, thì sau đó chỉ còn mỗi một việc nữa thôi, đấy là hãy sao chép những điều này và nhân bản lên. Và Nga thích cái kinh doanh này ở một cái điểm nữa, đấy là nếu mà một mình chúng ta thì thật sự chẳng đi về đến đâu, đúng không các anh chị ạ? Điều vĩ đại không bao giờ có thể thực hiện được bởi một cá nhân. Tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật hay là tất cả những điều vĩ đại thì đều thực hiện bởi một tập thể, có thể khởi xướng bởi một cá nhân. Và ở đây thì Nga là một người rất bình thường nhưng mà lại cứ thích những cái điều khác thường. Ví dụ như cứ thích ở nhà trông con mà không phải lo nghĩ đến tiền. Nếu mà đấy là điều mà các anh chị cũng mong muốn ý, thì đấy là khác thường đấy ạ. Cứ thích ở nhà không đi làm, chơi với con thôi toàn thời gian mà lại không phải lo lắng gì hết, thì cơ hội kinh doanh này dành cho các anh chị, đúng không ạ? Và Nga là người ở xa upline, cái người bảo trợ của Nga ở Hà Nội và Nga cho thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu tiên khi mới làm kinh doanh này các anh chị, là Nga còn phải gọi điện thoại 2 tiếng đồng hồ để có thể thực hiện được một cái màn minh họa sản phẩm. Ngày nay có Zoom, có kết nối tốt hơn rồi thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng nếu không có cái 2 tiếng đồng hồ đấy thì đến bây giờ kể cả dễ dàng hơn cũng không ai mong muốn, có đúng không ạ? Vâng ạ. Và đây là những cái điều mà sau khi mà Nga vào cơ hội kinh doanh này thì Nga đã nhận được. Chưa bao giờ biết rằng là sẽ có cái ngày như thế này các anh chị ạ. Không biết các anh chị định nghĩa thành công như thế nào, nhưng đối với Nga điều
ưu tiên số 1 trong cuộc sống, đấy chính là thừa kế được và có sự ảnh hưởng đến con mình. Nga không muốn rằng sau này khi mình qua đời đi thì có thể là con sẽ không, Nga không phải là người là sẽ làm thật là nhiều tiền để lại cho con tiền, vì Nga biết rằng là bố mẹ Nga đã cho Nga một cái điều tuyệt vời, đấy là cho mình một cái cơ thể khỏe mạnh, cho mình một cái tư duy và một cái gọi là thoải mái khám phá tất cả những điều gì mình thích, và Nga biết ơn bố mẹ về điều này. Và nghĩ đến đến hai đứa con thì rất nhiều người đều nói rằng là đối với một người phụ nữ hay là mọi người đều con cái là quan trọng, con cái là của để dành, là tài sản. Nga cũng như vậy, không phải là ngoại lệ. Thì từ khi vào Network 21 thì Nga ngẫm nhiều hơn về cái câu nói của lãnh đạo Diamond đến từ thị trường Thái Lan. Bạn ấy hỏi Nga là nếu mà con là điều quan trọng với bạn thì bạn muốn chăm sóc con như thế nào? Và bạn nghĩ gì nếu khi không có bạn nữa thì con bạn sẽ được chăm sóc ra sao? Lúc đầu thì Nga chỉ nghĩ rằng là không có con, không có mình nữa thì để lại cho nó một cái khối gia tài hay là tài sản hay là tiền thôi. Nhưng mà thật sự với các anh chị đến bây giờ sau khi học đến Network 21, cái để lại quan trọng nhất đấy chính là cuộc sống, tư duy, thừa kế tư duy, một cái nền tảng. Một người có tư duy tốt thì chắc chắn xuất phát điểm như thế nào không quan trọng, bởi vì Nga cũng được sinh ra từ một cái gia đình không phải là có điều kiện. Thế thì bắt trở lại một chút xíu là biết ơn Nutrilite, những sản phẩm của Amway. Khi Nga biết đến cô con gái thứ hai lúc một tháng thì Nga đã đưa những cái sản phẩm này về. Đối với Nga thì không có gì quan trọng hơn con, cho nên là kinh doanh này là phương tiện để Nga nuôi con, chứ không phải phải đánh đổi con để làm kinh doanh, các anh chị ạ. Và đây bạn gái này, bạn ấy được lớn lên nhờ Nutrilite. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi thì thực sự Nga đã có những cái sản phẩm trong cơ hội kinh doanh này cũng tương tự như vậy. Sau đấy thì vì những dòng sản phẩm hữu cơ rất là tốt, cho nên là bạn ấy đã rất tự lập, bởi vì bạn có thể rửa chén và bạn ấy làm đồ lau nhà, tất cả mọi thứ đều từ dùng được những sản phẩm của Amway mà Nga vô cùng yên tâm. Nga rất biết rất nhiều phụ huynh mong muốn con mình tự lập nhưng không yên tâm bởi vì không muốn con mình đụng chạm vào hóa chất, có đúng không ạ? Vâng, và đó là những dòng sản phẩm mà của Amway là thực sự là giải pháp. Bên cạnh thì các anh chị nhìn thấy là Nga có để một cái dĩa, Nga gọi là Nga đang thực hiện chương trình ăn sạch 14 ngày giúp cho mình tổng vệ sinh cơ thể. Thật sự trước đây thì vẫn hay dạy con là con phải ăn sạch, ở sạch, và con cần phải ăn uống cho cân bằng hợp lý. Nhưng mà nói mãi không nghe các anh chị ạ, cho tới khi Nga thực hiện chương trình ăn sạch thì các bạn ấy hỏi mẹ ơi ăn sạch là gì, và khi mà thấy thì các bạn ấy làm theo y chang. Một cô con gái của Nga cũng nấu một cái bữa ăn cũng chỉ là những cái món mà và nhiều rau, chứ là ăn nhiều thịt hơn, mặc dù bạn ấy phần bắt trước. Đúng thế, chúng ta nói con không nghe nhưng mà chúng ta làm gì thì con sẽ bắt trước. Vâng ạ. Và đúng là không thể có trí tuệ trong một cái cơ thể ốm yếu được. Mình ra để thí nghiệm việc này mà giờ cũng dùng giúp lại được cho con, không đơn thuần chỉ là những sản phẩm Amway chia sẻ cho người khác nữa. Hy vọng rằng là các anh chị cũng sẽ có những cái giải pháp từ những dòng sản phẩm này. Và sau đó thì đó là về cơ thể, về tâm trí. Thì các anh chị đều biết rằng là chúng ta tiếp xúc những gì, bây giờ 5-10 năm nữa chúng ta trở thành người như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào những cuốn sách mà chúng ta đọc, và phụ thuộc rất nhiều vào những người mà chúng ta gặp gỡ và chúng ta gắn kết, có đúng không ạ? Và ở đây thì mùa Covid này chúng ta được nghe hội thảo và gắn kết với những người lãnh đạo hàng đầu thông qua màn hình online. Và các anh chị biết trước đây thì offline thì Nga hay đưa thảo cùng, và ở dưới sân khấu thì con nhìn thấy mẹ phát biểu trên sân khấu, không cần nói gì về nhà. Bạn con trai của Nga, bạn ấy nói rằng là mẹ ơi con rất tự hào về mẹ. Hỏi vì sao? Bởi vì mẹ đang giúp cho nhiều cô chú, mẹ đang đào tạo cho nhiều cô chú, và mẹ đang giúp rất nhiều người, và con thấy các cô chú rất yêu quý mẹ. Có nghĩa mẹ phải là người tốt các anh chị ạ. Mình nói mình là người tốt không có ai tin, hãy để cho con mình được cảm nhận cái điều này. Và Nga phải nói rằng là đúng là mình biết mình muốn thay đổi rồi, nhưng mà nếu mình không có một cái môi trường để thể hiện cái sự thay đổi và để theo đuổi cái sự thay đổi đấy thì thật sự nó cũng rất khó để có thể đạt được những cái kết quả. Và hôm vừa rồi thì có cái buổi kết nối với Triple Diamond Super mà các anh chị sẽ được nghe sau đây, thì Nga mở màn hình ra để cho con Nga được nghe cùng. Và bạn ấy đã từng nghe và đã từng gặp Upline Sunfat, anh Sunfat, bạn con gái của Nga ấy, bạn học lớp 2, bạn nói mẹ ơi hình như bạn của mẹ toàn triệu phú thôi. Và Nga nói như thế này, đó là một điều có phước và rất là may mắn, bởi vì mẹ đã nhờ Network 21, cho nên những người thầy của mẹ, những người bạn lớn của mẹ đều là những doanh nhân rất thành đạt. Và bạn ấy nói
sao mà con nhìn thấy chú ý được đi du lịch rất nhiều nơi, con cũng mong như thế. Và bạn bắt đầu nói về cơ hội kinh doanh này. Bạn không biết Network 21 là gì các anh chị, bạn không biết Amway là gì. Bạn ấy chỉ biết mẹ có những người bạn tuyệt vời, biết rằng là mẹ giúp đỡ người khác và biết rằng những dòng sản phẩm tốt làm cho mẹ mình khỏe hơn lên, và bạn ấy cũng cảm thấy yêu thích và bạn ấy rất thích cái này này. Bạn thích nhất cái này này, bạn bảo rằng là con rất thích là mẹ ở nhà với con. Mẹ ở nhà với con thôi, mẹ đừng có đi làm. Trước đây Nga làm bên tập đoàn viễn thông quân đội thì công việc của Nga rất tốt, nhưng mà thời gian của Nga vô cùng ít, và quan trọng hơn là không thể kiểm soát được tâm trí của mình. Cho nên là cái cậu con trai đầu của mình suýt nữa thì đã rớt vào một cái gọi là gì ạ, là tự kỷ. Bởi vì sao? Bởi vì chính vì mình không dành thời gian đúng mực các anh chị ạ. Nga không đổ lỗi cho công việc mà do mình không biết cách quản lý về thời gian. Sau khi mình vào trong kinh doanh này, Network 21 giúp cho mình quản lý thời gian tốt hơn lên, có những thói quen tốt hơn lên, thì Nga ở nhà với con nhưng mà kinh doanh vẫn chạy được, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và cuối cùng là bạn con trai đầu của Nga thì bạn ấy viết một câu là gì ạ? Thành công thì không phụ thuộc vào sự chờ đợi, mà thành công thuộc vào sự nỗ lực. Thành công chỉ có khi mình chấp nhận mọi thất bại đúng không ạ? Và khó khăn chỉ là tạm thời, thành công mới là thứ bạn muốn. Khi Nga đọc những dòng chữ này, Nga cảm thấy không biết các anh chị cảm thấy như thế nào, nhưng Nga hiểu rằng những tư duy mà mình mong muốn đã được truyền sang con một cách vô thức. Sau này thì Nga chủ động cho con mình gắn vào môi trường này luôn. Những gì tốt đẹp nhất bao giờ chúng ta cũng đưa về gia đình. Và có thể nói rằng là đấy cũng chính là công việc mà Nga làm trong kinh doanh Amway. Nhưng đồng thời nó có phải là cuộc sống không các anh chị? Có phải là mong muốn con mình tốt hơn lên, mình có thời gian ở nhà với con, đó phải là điều các anh chị mong muốn không ạ? Và đấy cũng chính là cái kinh doanh này. Và có một cái mà ngày hôm nay có thể chia sẻ với các anh chị, đấy là sự đồng hành. Bởi vì bây giờ khi con cái chúng ta ở nhà, chúng ta đang rất đau đầu, rất nhiều phụ huynh đau đầu. Bởi vì sao? Vì con không được đi học đến trường. Không phải là rất trước khi mới chuẩn bị nghỉ gọi là cách ly thì rất nhiều người hào hứng. Vì sao? Hào hứng là vì có thời gian với con. Nhưng mà đảm bảo với các anh chị, nghe nhận được rất nhiều lời phàn nàn. Chỉ sau khoảng tầm 5 ngày, 1 tuần cho đến 10 ngày, rất nhiều phụ nữ đã nói rằng: chị ơi em căng quá rồi, không biết các anh chị như thế nào, chị ơi em đau đầu quá rồi với cái đứa giặc nhà em. Các anh chị nghe có quen không ạ? Và không hiểu sao tài sản của mình lại trở thành giặc của mình nhờ các anh chị. Trước đây Nga cũng y như vậy các anh chị ạ. Ở nhà với con cảm thấy stress kinh khủng và như một cuộc chiến. Đến bây giờ thì bạn con trai của Nga bạn nói: mẹ ơi con may mắn quá cơ. Bởi vì sao? Bởi vì con có một người mẹ tuyệt vời. Và Nga nói: tuyệt vời ở điểm nào? Câu hỏi này N21 hay hỏi lắm các anh chị. Bạn ấy bảo: bởi vì mẹ rất thấu hiểu con, mẹ rất tâm lý. Tâm lý ở chỗ nào? Bởi vì mẹ không áp đặt suy nghĩ lên con. Vì sao? Bạn ấy bảo rằng là vì khi mà học online thì con thấy có rất nhiều bạn chơi game này, rồi rất nhiều bạn là phàn nàn này. Nhưng mà mẹ và con cũng có những cái phàn nàn, con cũng có những cái phàn nàn mà con cũng không thích. Nhưng mà thay vì mẹ mắng con ngay, mẹ hỏi con là con có vướng mắc gì, và mẹ đã chia sẻ cảm giác cùng với con, và mẹ giúp cho con tìm ra được những cái điều tích cực khi học kết nối online. Và con cảm thấy rằng là con không còn sợ hãi nữa. Sau này thì Nga rất là giật mình với cái lời chia sẻ của cậu con trai học lớp 6. Bạn ấy bảo rằng là con đã rất nỗ lực rồi, con thi không đậu, mẹ có buồn không? Thế thì Nga mới hỏi bạn ấy rằng là thế theo con mẹ có nên buồn không? Thế thì bạn ấy nói rằng là có chứ. Thế thì Nga mới hỏi bạn ấy rằng là có hai tình huống con suy nghĩ nhé. Một là con không nỗ lực gì hết và đến ngày con đi thi con bị rớt. Và cái thứ hai, con đã nỗ lực hết mình rồi, con đã làm hết sức rồi nhá, mà con đi thi con vẫn không đạt được cái điểm con muốn, và sau đó thì con học được một số bài học. Tình huống thứ ba là con chẳng nỗ lực gì và con đi thi con cũng không đậu và con cũng chẳng học được bài học gì. Theo con, trong ba tình huống đó thì tình huống nào thì chúng ta nên buồn? Và bạn ấy rất là nhanh thì bạn cũng nói luôn là thật ra thì con biết rằng là mẹ sẽ buồn khi mà con rớt mà con không học được gì. Các anh chị biết không, tất cả những tư duy này Nga đều học từ trong Network 21. Còn hơn trọng tư duy là cái cách đối chuyện với con. Mặc dù chúng ta biết là tư duy chúng ta có thể đọc sách, nhưng mà làm nào để chúng ta có thể đối thoại với con những cái mẩu câu như vậy? Bởi vì chúng ta nói với nó hàng ngày, đúng không ạ? Quan trọng là cái vấn đề gì xảy ra, cái cách chúng ta ứng xử với vấn đề, là cái cách chúng ta truyền đi một cái thông điệp. Và bạn ấy bảo rằng là gì? Con đã học được rồi mẹ, và nhất định không bỏ cuộc mẹ nhé. Rồi tất cả các anh chị, thật ra chia sẻ câu chuyện của Nga không phải là để Nga khoe con trai mình giỏi, mà Nga chỉ cảm thấy rằng là một ai đó với cái chia sẻ mà nếu các anh chị thật sự quan tâm đến gia đình mình và đang tìm một cái hướng đi, thì có thể một ngày nào đó con trai, con gái của các anh chị sẽ có một cái môi trường tốt mà không phải ai cũng có những cái sự lựa chọn. Và ở đây thì có một cái hình mà Nga nhớ mãi,
đấy là cái đôi giày khi mà dịp Tết Nga với con trai Nga đi. Bạn thì Nga nói rằng là con trai ơi, mẹ có rất nhiều những cái điểm yếu và thật sự là mẹ cũng cần sự giúp đỡ của con, và chúng ta có một cái thỏa thuận với nhau đấy là khi mà con có gặp vấn đề thì mẹ sẽ giúp con giải quyết, ngược lại mẹ gặp vấn đề con cũng giúp mẹ giải quyết, vậy chúng ta có thể trở thành hợp tác được không? Các anh chị biết không, đây là những điều mà Nga học khi mà chúng ta Nga làm trong đội nhóm của Nga trong kinh doanh này ạ. Trong đội nhóm của chúng tôi thì chúng tôi cũng làm việc với điểm mạnh của nhau, và chúng tôi cũng rằng là gì ạ, trong kinh doanh này có một điều vô cùng tuyệt vời đấy là chỉ tập trung vào điểm mạnh của nhau, không có nghĩa rằng là nhìn một cách phiến diện. Chúng tôi nhìn vẫn rất đầy đủ, nhưng tập trung vào đâu thì kết quả sẽ xuất hiện ở đó, và chúng ta chỉ tập trung vào điểm mạnh của mỗi người, kết hợp các điểm mạnh đấy lại thì có phải tất cả mỗi cá nhân của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn lên, có đúng không ạ? Và điều đấy Nga vận dụng về với trong gia đình mình cũng như vậy. Chúng ta là cha là mẹ nhưng chúng ta không phải là người hoàn hảo, và chúng ta cũng không thể hoàn hảo được. Vì thế hãy để cho con cái mình được trở thành bạn bè của mình luôn. Và đó là những cái mà Nga cũng học được từ Network 21 để giúp nhỏ của mình có một cái tư duy độc lập hơn. Và bạn biết rằng mẹ cũng có những vấn đề và mình cũng cần phải xử lý vấn đề của mình. Và mỗi khi bạn ấy có điều gì khó, bạn ấy hỏi mẹ ơi, mẹ biết mọi người tốt như thế thì mẹ giúp cho con cái này. Thế thì Nga mới nói với bạn ấy rằng là gì, không phải cái gì mẹ cũng biết, nhưng mà mẹ biết có những cái chỗ, có những cái công cụ thì con hãy sử dụng công cụ đi. Có phải trong kinh doanh này chúng ta được sử dụng công cụ không anh chị? Và bạn ấy cũng biết cách là lên Google để search, hoặc là bạn có thể nghe CD thêm và đọc sách thêm. Thưa với các anh chị, tất cả những điều này nó trở thành thói quen. Và trong kinh doanh này thì thật sự hơn cả một kinh doanh, từ cái thay đổi ban đầu chỉ là muốn thay đổi cuộc sống tốt hơn lên, Nga đã bắt nắm bắt cơ hội kinh doanh này vào lúc 3 giờ sáng là bởi vì muốn thay đổi cho nên thời điểm nào cũng trở thành hoàn hảo. Nhưng là sau khi muốn thay đổi rồi lại không biết bắt đầu từ đâu thì thực ra cần phải rút kinh nghiệm, cần phải đưa mình vào một môi trường đúng. Và môi trường kinh doanh Network 21 cộng với trên nền tảng của Amway thì lại giúp cho mình có thể có một kinh doanh nhưng mà tạo thành thói quen. Và chính những cái thói quen này quay trở lại có thể giúp mình tạo ra một và lối sống đó lại sao chép sang thế hệ sau. Và cuối cùng Nga muốn chia sẻ với các anh chị, gieo suy nghĩ thì chúng ta sẽ gặt hành động, đúng không ạ? Khi thay đổi suy nghĩ thì thay đổi cuộc sống, và chúng ta thay đổi thói quen là số phận của chúng ta cũng bắt đầu thay đổi. Kinh doanh Amway cộng với Network 21 giúp cho chúng ta có nhiều tài sản hơn chỉ là vấn đề thu nhập, đấy là tài sản thừa kế về tư duy cho con cái. Vâng ạ, tiếp theo đi ạ. Và có một điều vô cùng thấm thía trước khi Nga kết thúc cái phần chia sẻ, đấy là kinh doanh này không phải là kinh doanh làm khi chúng ta rảnh rỗi, cũng không phải là cái kinh doanh mà chúng ta đang thiếu thì chúng ta phải làm, mà kinh doanh này khi chúng ta đang cảm thấy ổn thì hãy làm ngay. Thời điểm mà làm kinh doanh này là lúc công việc đang rất là tốt, hãy làm trước khi cần. Nếu muốn có nước thì hãy đào giếng và hãy chuẩn bị cho mình cái dù trước khi trời mưa, và cứ đi rồi sẽ đến. Hành trình vạn dặm thì bắt đầu từ những bước chân đầu tiên, nhưng quan trọng nhất đấy là cần phải mong muốn thay đổi cuộc sống tốt hơn lên và phải có đúng hướng. Các anh chị lựa chọn đúng thì quan trọng hơn nỗ lực liên tục bước. Và chúc tất cả các anh chị chúng ta có được một cái thời gian nghỉ ở nhà, nhưng mà làm sao ạ? Stay home, stay healthy, stay success, ở nhà mà an vui và có giá trị sống. Và thật sự những gì Nga chia sẻ, câu chuyện của Nga, hy vọng rằng các anh chị sẽ nhìn thấy nó cũng chính là câu chuyện của các anh chị, để sau này các anh chị chia sẻ cho một ai đó, giúp một ai đó thay đổi, cũng chính là nét đẹp của kinh doanh này, và cùng nhau chúng ta thành công. Hoặc nếu là một người thông minh, các anh chị hãy đặt tay mình vào người dẫn dắt mình ngày hôm nay, như cách đây 6 năm Nga đã đưa mình vào sự dẫn dắt của Triple Diamond Xuân Phát. Anh đã giúp cho Nga khai phá, nhận diện sâu bên trong mình những cái tiềm ẩn mà trước đây mình chưa bao giờ biết đến. Câu nói nổi tiếng của anh mà Nga vô cùng tâm đắc, tự do thì không bao giờ là miễn phí, không có cái gì là dễ dàng, nhưng nếu chúng ta mong muốn thì mọi thứ trở nên đơn giản. Và hãy xây dựng ước mơ của chính mình, đừng bao giờ bỏ cuộc với mục tiêu của chính chúng ta. Hẹn gặp lại các anh chị. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ chị Nguyễn Thị Nga, và câu chuyện của chị Nga mang lại cũng đã chuyển động được cho rất nhiều người, đặc biệt là những người có con nhỏ, những người mà đang thực sự mong muốn là cung cấp một nền tảng giáo dục tốt cũng như là những cái suy nghĩ tích cực cho những đứa con của mình. Và thực sự là chúng tôi ai cũng mong muốn rằng là trở thành một người bố, người mẹ, một người phụ huynh tuyệt vời như là chị Nga. Anh chị có thể dành cho chị Nga một tràng số 8 thật dài như là lời cảm ơn đến những phần chia sẻ vô cùng thú vị của chị Nga trong phần mở đầu. Và chị Nga chính là minh chứng cho một học trò xuất sắc của Triple Diamond Xuân Phát, học được những cái điều rất là tuyệt vời. Và chỉ một ít phút nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ được lắng nghe phần chia sẻ đến từ người thầy vĩ đại ấy. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo, đó chính là phần giới thiệu về những lãnh đạo của thị trường Việt Nam. Họ là những người đặt danh hiệu từ Sapphire trở lên, Founder, Emerald, và chúng ta sẽ được
nhìn ngắm những người mà đã thành công, họ là những viên ngọc sáng của kinh doanh với Amway và Network 21. Và ngay sau đây thì xin mời bộ phận kỹ thuật có thể giúp tôi mở slide những hình ảnh của các lãnh đạo đây được không ạ? Xin được trân trọng giới thiệu đến anh chị Emolo Nguyễn Thị Thu Thủy. Chị đã có kinh nghiệm trong ngành kế toán và hiện tại thì đang là một người kế toán trưởng của doanh nghiệp cách đây 27 năm và đã có kinh nghiệm rất là lớn. Bây giờ thì chị đang giúp đỡ cho rất là nhiều người thành công trong kinh doanh của chính mình. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu Emolo Trần Thị Mai Dung. Chị là cử nhân của Đại học Tài chính, hiện tại thì kinh doanh thực phẩm handmade tại Hà Nội và cũng đã giúp cho rất là nhiều người trong cuộc sống của mình tốt hơn. Xin được trân trọng giới thiệu founder Emolo Khuất Duy Thoại và Nguyễn Thị Hảo. Chị Hảo là người có kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán và hiện tại thì đang ở Hà Nội ạ. Xin được trân trọng giới thiệu founder Emolo Nguyễn Ngọc Huyền, tốt nghiệp khoa vật lý Đại học Sư phạm Hà Nội 1 và nguyên là thượng tá Bộ Tư lệnh Công binh. Xin được trân trọng giới thiệu founder Emolo Nguyễn Xuân Trường và Ngô Thị Thu Phương của Sở Giáo dục tỉnh Hải Dương ạ. Xin được trân trọng giới thiệu Sapphire Trần Thị Huệ, chị đã là cử nhân của Đại học Sư phạm và hiện tại thì đang là một giáo viên tại Vĩnh Phúc. Xin được trân trọng giới thiệu Emolo Trần Thị Thu Hà và Phan Hữu Sắn, anh chị nguyên là cán bộ của Đại học Bách khoa Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu founder Emolo Nguyễn Thị Thanh Hương. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương có 33 năm công tác tại Vietnam Airlines và vừa mới nghỉ hưu, tiếp tục cái công việc kinh doanh của Amway và Network 21. Chúng ta vô cùng tự hào bởi những lãnh đạo của chúng ta và xin được trân trọng giới thiệu Emolo Dương Thị Ngọc và Trương Đức Tuấn. Vâng ạ, và anh chị có thể giúp tôi dành một tràng pháo tay thật lớn cho các lãnh đạo của chúng ta được không ạ? Vâng ạ, vừa rồi là hình ảnh của các lãnh đạo từ Sapphire trở lên và họ là những người lãnh đạo rất là tuyệt vời khi mà họ đã giúp đỡ cho cuộc sống của chúng ta thay đổi và thành công hơn. Và anh chị biết không, Network 21 là một trường đào tạo kinh doanh tầm cỡ quốc tế, là nơi đào tạo lãnh đạo không biên giới và cũng là một cái nôi để sản xuất ra rất nhiều những lãnh đạo thành công, và chúng ta cũng vừa nhìn thấy những người đã xuất hiện trên màn hình của chúng ta. Và sau đây thì tôi nghĩ rằng là xin mời tất cả anh chị hãy cùng đến với một video clip giới thiệu về nơi đỉnh cao nhất của tổ chức Network 21, đó chính là những buổi hội thảo lãnh đạo cuối tuần được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Và ngay sau đây xin mời tất cả anh chị cùng theo dõi ạ. Thành công đã giúp cho rất nhiều người khác thành công. Và anh chị đang cùng theo dõi hình ảnh tạo được vinh danh trên toàn cầu. Từ nay đó là một trong những quốc gia không chỉ ở châu Á mà còn ở châu Âu, rất là nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta triển khai thành công công thức và giúp đỡ rất nhiều những người thành công. Give it time and you'll find there's a groove, there's a rhyme, move along and the rest will follow. Anh chị có thể là đây là những hình ảnh ở những lễ vinh danh của tổ chức N21. Đây là tổ chức toàn cầu đào tạo ra những lãnh đạo và là cái nơi để mang anh chị đến thành công. Và một ngày nào đó, đây cũng chính là nơi mà các anh chị được đặt chân đến nếu như anh chị cam kết làm theo công thức và nghiêm túc với mục tiêu của chính mình. Họ thành công vì họ đã giúp đỡ, họ đã dẫn dắt những người khác, họ trao đi cơ hội, họ giúp đỡ và sẻ chia những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Vâng ạ, và tôi xin được chia sẻ về tổ chức Network 21. Đây là một tổ chức rất tuyệt vời khi mà không chỉ giúp cho những người thành công mà họ liên tục tạo ra những lãnh đạo, liên tục có những buổi chia sẻ và giúp đỡ cho những người khác trên toàn cầu. Một ngày nào đó thì đây cũng chính là nơi mà các anh chị sẽ được đứng, vì tổ chức Network 21 có một công thức đã được kiểm chứng trên toàn cầu để
dù anh chị là ai, dù già hay trẻ. Dù chúng ta có là công nhân hay là tiến sĩ thì chúng ta cũng có thể áp dụng được những công đức này vào cuộc sống của mình. Chỉ đơn giản là bởi vì anh chị có mục tiêu, anh chị rất mong muốn được thay đổi cuộc sống của bản thân mình, để một ngày nào đấy các anh chị cũng được đứng ở trên sân khấu của chúng tôi và được tỏa sáng theo cách mà mình mong muốn. Các anh chị có mong muốn rằng là bản thân mình sẽ có một phong cách sống khác biệt, sự thành công của mình được rất nhiều người tôn vinh? Nếu như đó là những điều các anh chị mong muốn, thì ngay ngày hôm nay hãy nắm bắt cơ hội mà chúng tôi đang chia sẻ với anh chị. Với tổ chức Network 21, chúng ta sẽ được học những kiến thức, những kinh nghiệm từ những người thành công. Những người họ đi trước sẽ dẫn dắt, sẽ cầm tay chỉ việc để dần dần các anh chị sẽ bám đuổi những mục tiêu và dần dần chinh phục những đỉnh núi cao nhất trong cuộc đời của chính mình. Một ngày nào đó, các anh chị cũng sẽ như những viên kim cương lấp lánh trên bầu trời của chính mình. Chúng ta thành công vì chúng ta có mục tiêu, chúng ta mong muốn chia sẻ và giúp đỡ cho những người khác. Đó chính là môi trường vô cùng tuyệt vời mà Network 21 mang lại cho các anh chị. Chính vì vậy, ai là người hào hứng? Hãy để lại cho chúng tôi một câu khẳng định của anh chị được không ạ? Vừa rồi chính là một video clip giới thiệu về tổ chức Network 21. Thật sự là đây là một tổ chức đào tạo khởi nghiệp rất là uy tín và hiện tại thì đang rất lớn mạnh trên toàn cầu, giúp đỡ cho rất nhiều người thành công. Và ở Việt Nam của chúng ta cũng đã có những người lãnh đạo được sản sinh ra từ lò đào tạo lãnh đạo Network 21. Và ngay sau đây thì tôi xin được trân trọng giới thiệu phần chia sẻ đến từ những người lãnh đạo hàng đầu của tổ chức Network 21 tại Việt Nam. Họ là những diamond, những kim cương, những nhà lãnh đạo đã dẫn dắt rất nhiều đội nhóm và để ngày hôm nay chúng ta cũng có một buổi chia sẻ tuyệt vời như thế này. Ngay sau đây thì tôi xin được trân trọng giới thiệu phần chia sẻ đến từ diamond Phạm Đông Hà và Nguyễn Cao Đức ạ. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Xin chào diamond, tôi đã nghe được tín hiệu ạ. Xin chào tất cả các bạn. Rất là vui hôm nay chúng ta được gặp nhau trên cái phần mềm Zoom này để kết nối không những chỉ trong nước mà cả quốc tế như thế này. Và xin giới thiệu với các bạn, tôi tên là Phạm Đông Hà, tôi là giáo viên ở Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Nhờ có cái sự lựa chọn của mình cách đây 12 năm mà ngày hôm nay dù là Covid này thì chúng tôi, cả gia đình chúng tôi vẫn thường nói với nhau là mình cũng chẳng ảnh hưởng gì bởi Covid, bởi vì cho dù là ai đó ở ngoài kia đang lo lắng về việc làm thì hiện nay tất cả gia đình chúng tôi vẫn làm việc bình thường như những ngày qua. Và nhờ Amway và nhờ N21 thì chúng không những là bản thân tôi đạt được cái kết quả khi trở thành Diamond, mà thực sự là những cái giá trị của Amway mang lại thì rất là nhiều khi chúng ta thành công. Nhưng mà cái mà tôi tâm đắc nhất đó chính là giá trị gia đình. Cho nên ngày hôm nay khi mà với dịch Covid này thì mặc cho lệnh cách ly xã hội, nhà nào ở nguyên nhà đó, nhưng với gia đình chúng tôi thì vẫn cùng với con gái chúng tôi là tuyến dưới và cũng là lãnh đạo Founder Platinum, một lãnh đạo nòng cốt trong hệ thống của tôi, và bố mẹ con cái tuyến trên tuyến dưới vẫn bàn bạc cùng với nhau để có những cái kế hoạch xây dựng đội nhóm. Và chúng tôi thấy rằng với cái cơ hội này trong cái thời Covid này thì là một cơ hội không những là tốt mà còn trên cả tuyệt vời. Và tôi muốn mong rằng là tất cả các anh chị em nào mới ngày hôm nay các anh chị có mặt ở đây thì chúng ta nhận thấy rằng chúng ta đang có cơ hội rất là tốt ở trong tay, và chúng ta hãy cùng nhau học tập từ N21, trân trọng cái cơ hội này. Và tôi đang rất tự tin tự hào để gieo duyên cho những người thân người quen của mình, chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn sau 2 năm, 3 năm, 5 năm và nhiều hơn nữa. Và những gì chúng ta đạt được ở Amway nó sẽ nhiều hơn những gì mà các bạn mong muốn ngày đầu tiên. Và xin muốn thông điệp cuối cùng gửi tới các bạn rằng tôi làm được, tôi là một giáo viên ở ngoại thành thôi, tiếng Anh tôi cũng không biết thôi, nhưng mà tôi vẫn làm được kinh doanh này nhờ có N21, nhờ có hệ thống bảo trợ trong nước và nước ngoài. Chúng tôi làm được thì chắc chắn các bạn cũng làm được. Chúc tất cả các bạn có một buổi chiều thật là bổ ích và chúng ta cùng nhau hẹn gặp trên đỉnh thành công. Cảm ơn phần chia sẻ của Diamond Phạm Đông Hà. Ngay sau đây thì tôi xin được trân trọng giới thiệu phần chia sẻ đến từ Diamond Nguyễn Đức Hiếu và Trần Thị Thu Hà.
Xin mời bộ phận kỹ thuật giúp tôi kết nối với Diamond Nguyễn Đức Hiếu ạ. Alo. Xin chào anh, chúng tôi đã nhận được tín hiệu ạ. Alo. Chào anh, chúng tôi đã nhận được tín hiệu rồi ạ. À, xin chào tất cả các anh chị em. À, xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong buổi ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì thực sự là Hà và Hiếu thì cũng rất là hào hứng. À, không biết các anh chị trong cái buổi ngày hôm nay thì có cái cảm giác gì, nhưng mà nói thật với các anh chị là đã phải từ rất là lâu rồi thì Hà không được nghe trực tiếp từ một người anh, một người thầy của mình. Và đến ngày hôm nay mà khi mà biết lịch như thế này thì thực sự là Hà phải gác hết lại mọi công việc lại để mà chỉ để chờ đến giờ này để được nghe những cái chia sẻ rất là quý báu và rất là tuyệt vời từ người anh, từ người thầy của mình. Bởi vì Hà tin chắc chắn rằng là những cái lời chia sẻ của anh sẽ giúp, chắc chắn sẽ giúp cho rất nhiều người thay đổi được cuộc sống. Bởi vì bản thân Hà và Hiếu cũng đã nhận được rất nhiều những cái giá trị từ anh. Và chính vì thế mà Hà tin rằng là những người nào ngày hôm nay ngồi ở trong cái phòng họp này được nghe từ anh thì đó là một cái sự may mắn. Và hy vọng mọi người sẽ đón nhận cái sự may mắn này và để biến nó thành một cái điều gì đó rất là tuyệt vời cho cuộc sống của mình ạ. Cảm ơn các anh chị ạ. À, xin chào tất cả anh chị, chúng tôi là Hà và Hiếu. Thì công việc của chúng tôi là công việc kinh doanh, bên ngoài chúng tôi có rất nhiều các doanh nghiệp khác nhau và là nhà đầu tư. Nhưng mà chúng tôi cũng cảm thấy là cực kỳ may mắn là 12 năm trước đây, khi mà ngày Amway đặt chân vào thị trường Việt Nam, thì chúng tôi cũng là người mà ký thẻ cùng với cả Amway ở cái thời điểm đó. Và đến ngày hôm nay thì sau một cái chặng đường 12 năm và rất có nhiều cái biến động trong công việc và trong cuộc sống, và đặc biệt trong cái mùa dịch Covid này thì rất nhiều các doanh nghiệp đang có nguy cơ phá sản và rất nhiều người lao động đang bị thất nghiệp, thì cùng với cả kinh doanh Amway thì Amway đang có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số cũng như là lực lượng nhà phân phối tham gia. Và chúng tôi cảm thấy là rất là may mắn mình đã đón nhận cơ hội này cách đây 12 năm. Và chúng tôi có một cái điều ước là nếu các anh chị đón nhận thì và các anh chị làm việc, thì chúng tôi ước rằng các anh chị có nhìn thấy được tương lai của mình sau đó 5 năm, 10 năm. Và chúc tất cả các anh chị tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay và đón nhận được những thông tin và thành công hơn nữa cùng cơ hội kinh doanh Amway. Xin cảm ơn và xin chào. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ Diamond Nguyễn Đức Hiếu và Trần Thị Thu Hà. Ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Diamond Trần Thị Thu Hương và Phan Thanh Xuân ạ. Vâng ạ, xin được gửi lời chào đến tất cả các cô bác và các anh chị có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được chào mừng tất cả các anh chị đến từ rất nhiều các tỉnh thành khác nhau ạ. Xin chào chị, chúng tôi đã nhận được tín hiệu rất rõ, xin mời chị tiếp tục chia sẻ ạ. Vâng ạ, tôi xin tự giới thiệu tên đầy đủ là Trần Thị Thu Hương. Tôi đã có hơn 20 năm công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Và cách đây hơn 10 năm thì tôi đã được người em gái ruột của mình chia sẻ cho mình cái cơ hội kinh doanh này. Và với một góc độ là một giáo viên thì chuyên chỉ là học tập và sách vở thôi thì rất là khó để nghĩ rằng là mình có thể làm kinh doanh. Nhưng rất là may mắn vào cái thời điểm đó thì tôi cũng đã được bước sang thế giới. Lần đầu tiên được bước sang các nước, và cho đến thời điểm này thì tôi đã được đi qua gần 20 quốc gia và đặc biệt là được học hỏi từ những lãnh đạo hàng đầu của hệ thống Network Hedgeon. Và tôi rất biết ơn người chia sẻ cho tôi cái cơ hội kinh doanh này là Diamond Trần Thị Hạnh. Tôi cũng rất biết ơn là những người dẫn dắt cả trang cho tôi những cái kiến thức để một cái người chưa biết kinh doanh bao giờ vẫn có thể làm được và vẫn có thể thành công được. Và tôi cảm ơn chị Diamond Vũ Thị Thu Hương, và đặc biệt tôi rất biết ơn anh Triple Diamond Xuân Phát. Và ngày hôm nay thì anh cũng đã có mặt ở đây để có thể cho tôi lại tiếp bước lên với những bước thành công cao hơn nữa. Thế và một cái điều tâm đắc trong kinh doanh này đó là nếu như chúng ta kiếm tiền một cách bình thường thì đó là bỏ sức lực ra để kiếm tiền. Nếu như chúng ta muốn kiếm tiền cách thông minh, tức là mình dùng trí tuệ của mình. Nhưng nếu như chúng ta là một người thông thái và có thể trở nên giàu có khi mà chúng ta biết cộng hưởng giữa sức lực của mọi người cùng nhau và trí tuệ của mọi người cùng nhau. Và đấy chính là làm việc cùng với hệ thống Network Hedgeon. Và rất cảm ơn các anh chị đã có mặt ngày hôm nay, và ngày hôm nay có thể làm cái dấu mốc để các anh chị đánh dấu được một cái cuộc sống của mình sẽ thay đổi trong tương lai. Cũng giống như tôi làm được thì các anh chị cũng có thể làm được. Xin cảm ơn chị Trần Thị Thu Hương ạ. Và chị Trần Thị Thu Hương cũng vừa nhắc đến một Diamond, và ngay sau đây thì tôi xin được trân trọng giới thiệu phần chia sẻ của Diamond Trần Thị Hạnh và Nguyễn Ngọc Linh ạ. Xin chào MC Thu Hồ Phương và xin chào tất cả các anh chị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Xin chào chị, chúng tôi đã nhận được tín hiệu, xin mời chị chia sẻ ạ. Rất là vui khi các Hạnh có cơ hội được gặp hàng trăm các anh chị đến từ các tỉnh thành khác nhau, và đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có những người bạn ở quốc tế, có những người thầy ở quốc tế đến để chia sẻ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Hạnh, năm nay 45 tuổi, và cách đây 12 năm thì tôi được biết đến kinh doanh Amway. Ở thời điểm đó thì tôi đang là giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thế thì tôi là cái người mà rất là thích có thêm một cái cơ hội kinh doanh, mà tôi được thêm rất là nhiều thứ, có thêm một nguồn thu nhập để đảm bảo cho cuộc sống của mình, có thêm những người bạn,
có thêm rất nhiều chuyến du lịch tưởng thưởng. Thế và muốn chia sẻ với các anh chị rằng là với cái kinh doanh này á, thì đây là cái kinh doanh của mọi thời đại. Ở cái kinh doanh mà người già có thể làm được, người trẻ có thể làm được, ở lứa tuổi nào chúng ta cũng có thể làm được, và đặc biệt là kinh doanh mà ứng dụng của công nghệ thông tin. Thì tại thời điểm này khi mà Covid ở ngoài kia, các rất nhiều doanh nghiệp đã khó khăn thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục kinh doanh, vẫn tiếp tục tăng trưởng, và đặc biệt trong thời gian vừa qua thì tăng trưởng rất là vượt bậc. Thế thì bí quyết của tôi để đến thành công ở trong kinh doanh này đó chính là học thật là nghiêm túc, và chúng tôi may mắn được học hỏi từ những người rất thành công. Chỉ cần suy nghĩ như em bé, nhưng mà chúng ta làm việc nghiêm túc như người lớn và đã có công thức thuật chuẩn trong tay rồi thì tôi làm được. Tôi tin chắc chắn là tất cả các anh chị đều làm được. Xin chúc các anh chị có một buổi chiều học tập thật là hiệu quả và sẽ cuộc sống sẽ thay đổi. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ Diamond Trần Thị Hạnh. Anh chị và các bạn thân mến, chúng ta còn một Diamond nữa, cũng là Diamond đã xuất hiện ngay từ phần đầu chương trình, và hãy cùng chào đón người chị cả của chúng ta, người chị cả của tổ chức Network 21, Diamond Vũ Thị Thu Hương và Đinh Anh Tuấn ạ. Rất vui được gặp lại các anh các chị và các bạn. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu, xin mời chị chia sẻ ạ. 13 năm trước đây, khi tôi đón nhận cơ hội này, thì tôi đang làm trợ lý về truyền thông cho chứng khoán Sài Gòn. Và trước đó thì cũng đã có 17-18 năm đi làm, 12 năm làm cho Liên Hợp Quốc với vai trò là trợ lý về tài chính và kế toán của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP. Mặc dù là công việc lúc đó rất là tốt, nhưng thực sự là tôi luôn luôn chăn trở, bởi vì tôi không nhìn thấy mình có một phương án dự phòng cho cuộc sống của mình. Và luôn luôn đặt một câu hỏi là nếu mà mình không có khả năng tạo ra thu nhập bây giờ thì cái bánh xe dự phòng trong cuộc sống của mình sẽ từ đâu đến. Và chính vì vậy mà khi một người bạn chỉ có thủ thỉ bên tai tôi là chị ơi, Amway sắp sửa làm thẻ cho người tiêu dùng, nếu mà đăng ký thẻ thì được giảm giá khi mua hàng, và giới thiệu cái sự hài lòng của mình cho những người khác thì có thể tạo ra thu nhập. Và vào thời điểm đó thì tôi đã đón nhận không có ngần ngừ gì cả. Và tôi chỉ nghĩ duy nhất rằng là từ xưa tới nay người tiêu dùng phải trả tiền cho nhà sản xuất. Đến bây giờ chúng ta lại có cơ hội được nhà sản xuất trả tiền khi lan tỏa sự hài lòng. Chẳng có gì mà không làm. Và tôi không biết rằng mình đã may mắn vì tôi đã làm Amway với Network 21. Và sự may mắn đó canh các chị đã có thể nhận thấy trong cái phần chia sẻ của chị Platinum, Founders Platinum Nguyễn Thị Nga. Tôi có thể nói với các anh chị và các bạn rằng 95% dân số trên thế giới là những người bình thường. Chúng ta là những người bình thường, nhưng chúng ta cũng có những ước mơ, có những khát khao, mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, mong muốn có được một sự đảm bảo, mong muốn được kiểm soát cuộc sống của mình và không phải làm theo ý muốn của bất kỳ ai. Và mùa Covid này, chúng ta đang ngồi ở nhà với một cái khẩu hiệu Stay home, it could save life. Ở nhà có thể cứu được mạng sống. Nhưng mà với những người làm việc trong Network 21, vì cái cơ hội kinh doanh của chính mình, chúng tôi có một khẩu hiệu Stay home, stay success. Ở nhà, để ở nhà và thành công ngay tại nhà. Và chúng tôi mong chia sẻ được cái cơ hội này cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể ở nhà, chúng ta vẫn có thể thành công, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ những người khác, chúng ta vẫn có thể đem lại giá trị cho rất nhiều cuộc đời. Và dám mơ lớn, dám hành động để thành công. Tất cả mọi người hãy nắm bắt cơ hội. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ Diamond. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ Diamond Vũ Thị Thu Hương. Và vừa rồi thì chúng ta đã thấy rằng là kinh doanh của Network 21 là một kinh doanh rất là lớn. Và hiện tại chúng ta đã có 5 Diamond ở Việt Nam rất là thành công với ý tưởng này. Và không chỉ ở khu vực đất nước Việt Nam của chúng ta đâu, mà còn ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng có rất nhiều lãnh đạo họ đã thành công. Và ngày hôm nay thì thật tuyệt vời khi mà chúng ta được chào đón phần chia sẻ đến từ những lãnh đạo của các thị trường khác. Và ngay sau đây thì tôi sẽ xin được trân trọng giới thiệu phần chia sẻ đến từ một SoFi đến từ thị trường Hồng Kông. Và ngay sau đây thì hãy dành giúp tôi một tràng số 8 để chào đón SoFi Josephine đến từ thị trường Philippines. Please warmly welcome Miss Josephine SoFi from Hồng Kông. Hey. Josephine, can you hear me? Yes. Can you hear me? Yeah, we can hear you very clearly. Keep sharing. Okay. Are you excited with the Miss team?
Thank you, my dear sister Diamond Helen, the invitation. Tôi xin cảm ơn cái sự lời mời của Kim Cương Helen là chị Vũ Thu Hương nha. This is Josephine Pan from Hong Kong. I'm the founder of a founder of International Nutritionist Association and a counselor. Tôi là Josephine Pan đến từ Hồng Kông. Tôi là người sáng lập ra hiệp hội tư vấn dinh dư�ng quốc tế. My husband Dick was a reporter. Và chồng tôi là một phóng viên. So having options in life is a reason to build a business. Và tôi cũng có một số những cái lý do để tham gia cơ hội kinh doanh này. We are experiencing the same crisis. Tất cả chúng ta đều đang phải trải qua một cái khủng hoảng quốc tế. Besides COVID-19, Hong Kong has been suffering from the riot since last June. Và ngoài cái việc phải chịu cái vấn nạn của COVID thì Hồng Kông cũng đang trải qua những cái khủng hoảng từ tháng 6 năm ngoái. We have been trained to stay home for safety reasons. Và chúng tôi cũng đã được rèn luyện để phải ở nhà vì sự an toàn của mình. Thank God the business and the technology. Rất cảm ơn Thượng Đế và công nghệ. We are so glad that we built a business before we really needed it. Chúng tôi thực sự vui mừng vì chúng tôi đã xây dựng kinh doanh này, chúng tôi đã chuẩn bị trước khi trời đổ mưa, trước khi cần tới nó. Despite the global economic downturn, mặc dù là có cái suy thoái kinh tế thế giới, Amway Hong Kong still had a 20% growth in March. Amway Hong Kong cũng vẫn đang tăng trưởng 20%. Because of the corpus. Bởi vì cái dịch COVID. We will have about $40,000 to $50,000 extra bonus this year. Và bởi vì tăng trưởng về doanh số cho nên chúng tôi sẽ có được một cái tiền thưởng khoảng 40-50.000 đô cuối năm nay. We are glad to have such a bonus even our business is really small. Thực sự là chúng tôi rất vui mừng với cái khoản tiền thưởng này mặc dù cái kinh doanh của chúng tôi còn đang rất nhỏ. We are so grateful to have Mr. Supat as our mentor. Chúng tôi cũng rất biết ơn bởi vì có Upline Supat là người dẫn dắt. He has been our leading and teaching us to build international business. Anh ấy là một cái người lãnh đạo tuyệt vời và đã dẫn dắt chúng tôi vươn tới kinh doanh quốc tế. Vietnam is the first country we followed Supat. Và đất nước Việt Nam chính là đất nước đầu tiên mà chúng tôi đã theo chân Upline Supat. We observe and how he interact with the team. Chúng tôi thẩm thấu cái cách mà anh ấy tương tác với đội nhóm Việt Nam. He interacted with the team, he's caring to all of you, impact me a lot. Cái cách anh ấy quan tâm tới từng lãnh đạo, tới từng tuyến dưới. This is the reason why Vietnam has so many diamonds, right? Đó chính là lý do vì sao Việt Nam có rất nhiều kim cương, phải không ạ? So let's prepare ourselves to learn from our big brother and see you all in the Mass Family Leadership Seminar in September. Và chúng ta hãy dành thời gian để học được từ người anh lớn của chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn tại Mass Family tháng 9, đó là ngày hội của gia đình Mass. See you. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Yeah, thank you, Josephine, and see you later. Thank you so much. Cảm ơn phần chia sẻ của Josephine. Anh chị và các bạn thân mến, vừa rồi là chia sẻ của một lãnh đạo tại thị trường Hồng Kông. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với một chia sẻ của lãnh đạo đến từ thị trường Indonesia. Xin trân trọng giới thiệu Silver Ferdy. Now welcome Ferdy from Indonesia. Are you here? Can you hear me? Mọi người. Cả nhà có thể giúp tôi dành một tràng số 8 thật dài để chào đón cho Ferdy đến từ thị trường Indonesia đúng không ạ? Welcome Ferdy, can you hear me? Đảo đi, bởi vì là bị nhầm diễn giả. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn Diamond Vũ Thị Thu Hương. Vậy thì ngay sau đây thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục đến với một phần chia sẻ từ một lãnh đạo đến từ thị trường Philippines. Xin được trân trọng giới thiệu Emerald Zero. Welcome Zero Emerald from Philippines. Hello Vietnam team, can you hear us? Yes, nice to meet you today, and we can hear you very clearly. Okay, fantastic. Xin chào from the Philippines. Thật là tuyệt vời. Xin chào tất cả các bạn. Yes, fantastic. We are Jay and Tin Emeralds from the Philippines. Vâng, chúng tôi là when we saw the business, Tin Tin ở Philippines. Yes, when we saw the business,
I was an engineer working as an employee for a big multinational company. And at that time, I was a ballerina. Và trước khi mà tham gia kinh doanh này thì tôi là một kỹ sư, còn tôi, còn vợ tôi thì là một vũ công ballet. Yeah, and at that time I was a ballerina performing and dancing for Ballet Philippines. Tôi là biểu diễn ở trong cái đoàn nghệ thuật của Philippines, nghệ thuật về ballet. Yes, and we were very busy with our careers, and when we are building the business because of three reasons. The first reason is we want to have the passive income so that we will have time and money so that we will have freedom. Vâng, có ba cái lý do mà tôi đã tham gia cái kinh doanh này khi chúng tôi đang rất bận rộn với công việc truyền thống. Điều đầu tiên đấy là chúng tôi muốn có thu nhập thụ động, chúng tôi muốn có thời gian, được tự do về thời gian và tự do về tài chính. Number two reason is we want the willable income because this business is willable and can be passed on to our children. Và cái lý do thứ hai mà chúng tôi muốn có kinh doanh này đó là một cái thu nhập hiện thực và có thể thừa kế cho con cái. Yes. Yeah, that's correct. Because we have two children, and the third reason is because we want to have more memories with them than regret. We want to have more memories than regret because life is too short to be average. Vâng, vợ tôi đã nói đúng, bởi vì chúng tôi có hai đứa con nên chúng tôi muốn có thừa kế. Nhưng mà cái điều thứ ba nữa đó là lý do chúng tôi tham gia, bởi vì chúng tôi muốn có nhiều ký ức vui hơn là những cái điều nuối tiếc trong cuộc đời. And thank God for this business. Vâng, và xin cảm ơn Chúa bởi cơ hội kinh doanh này. As Emeralds, we became full-time parents. Và thực sự là với cái danh hiệu Emerald thì chúng tôi đã trở thành bố mẹ toàn thời gian với các con của mình. Yeah, and we are very passionate building the business to diamond and beyond because we want to achieve more dreams and we want to help more people achieve their dreams as well. Và chúng tôi đang rất hào hứng với kinh doanh này, chúng tôi đang xây dựng, đang phát triển để có thể tiến tới mục tiêu kim cương và có thể giúp đỡ được nhiều người thay đổi cuộc sống. And you know, Vietnam team, we are so lucky because we have the Amway opportunity powered by the Network 21 system, and we have the most powerful team, Matt's Global Team, headed by Peter and Barbara Matz, and our special guest speaker today, our upline and mentor, Supat and Miss Du, and all of your uplines there in Vietnam, all the way led by your Diamond Chi Hong, Diamond Helen. Và các bạn ở thị trường Việt Nam thật sự là may mắn khi biết tới cơ hội kinh doanh Amway, đặc biệt là với sự hỗ trợ của hệ thống đào tạo Network 21. Và chúng ta có những cái người cố vấn, những người lãnh đạo tuyệt vời, đó là Crow Peter và Bác Bao Ames. Và đặc biệt là người diễn giả mà các anh chị sẽ gặp sắp tới đây. Đồng thời các anh chị còn có sự giúp đỡ của những kim cương luôn luôn dẫn đầu, luôn luôn đi trước để giúp đỡ các anh chị với người đứng đầu là Diamond Helen, chị Hương. And you know, we can all be successful, we just have to follow our uplines and believe in our uplines. Và để thành công rất là đơn giản, các bạn chỉ cần làm theo và tin tưởng và làm theo sự người bảo trợ. And we look forward to see you soon. We love you. Let's all go diamond. Let's all go diamond together and see you very soon. Bye-bye. Xin chào. Rất là mong muốn sớm được gặp lại các bạn và gặp lại cả những người lãnh đạo. Hẹn gặp lại các bạn. Thank you so much for your sharing today. And see you later at the Weekend Leadership Seminar. Thank you. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của anh và hẹn gặp lại anh và ở hội thảo lãnh đạo cuối tuần tại Bangkok, Thái Lan. Anh chị và các bạn thân mến, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ được đến với phần chia sẻ của một lãnh đạo đến từ thị trường Indonesia. Anh nguyên là một chủ của một ban nhạc và hiện tại thì cũng đã có một kinh doanh rất thành công. Và ngay sau đây hãy dành một tràng số 8 thật lớn để chào đón phần chia sẻ của Ferdy Silver đến từ thị trường Indonesia. Now, please warmly welcome Ferdy Silver from Indonesia. Ferdy, can you hear me? Yes, hello Vietnam team, yes, and also everyone in in Philippines and Thailand. Vâng, xin chào tất cả các bạn ở thị trường Việt Nam cũng như là những người anh em ở thị trường Thái Lan. Yeah, I'm a musician and a band manager. Tôi là một nhạc công, cũng là một người chủ ban nhạc.
A few years ago, when I got a job at Hard Rock Cafe Ho Chi Minh City, Mr. Supat, our upline from Thailand, came as a guest and showed the plan to me at 1 a.m. Okay, vài năm trước đây thì tôi có một cái việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh trong ban nhạc Hard Rock. Hard Rock thì rất là nổi tiếng ở thế giới. Và có một lần thì anh Supat đã đến chơi, là một cái người khách thưởng thức nhạc, và đã chia sẻ cái hạch kinh doanh cho tôi vào lúc 1 giờ sáng. Yes, the next day he invited me to a business building seminar there in Vietnam, in Ho Chi Minh. And he's the main speaker there. I was so inspired and amazed curious to get more information. Và ngày hôm tiếp theo đó thì anh ấy đã mời tôi đến một cái hội thảo nơi mà anh ấy là diễn giả chính. Tôi thực sự hào hứng và cảm thấy rất tò mò, muốn được biết thêm thông tin. So I keep coming to Network 21 meetings and listen to the audio, Network 21 Mobile. Và lúc đó thì tôi đã tiếp tục quay trở lại với rất nhiều hội thảo của Network 21 và nghe rất nhiều đĩa CD của Network 21, là Channel 21, bây giờ là N-Mobile 21. I learned and I found this business so fantastic. I learned and I got many positive things. Và tôi biết là đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời và tôi đã học được rất nhiều điều từ Network. Tôi cũng học được cái cách suy nghĩ tích cực và những điều tích cực. If we want to be successful in this business, we have to help others become success first. Và nếu chúng ta muốn thành công trong kinh doanh này, hạnh phúc, thì chúng ta cần phải giúp cho những người khác thành công trước. And I can tell this community, Network 21 community, environment is super duper positive and supportive. Và tôi phải nói rằng là với Network 21 thì chúng ta có được một cái sự hỗ trợ rất là tuyệt vời, siêu hỗ trợ. Also, very interesting, this business can be inherited to our grandchildren. Và cái kinh doanh này rất là tuyệt vời bởi vì chúng ta có thể thừa kế cho con cái. And during this pandemic, global economic crisis, my team and my leaders in Indonesia and I, we achieved the highest result in the last 2-3 months. Và ngay kể cả trong cái đại dịch COVID của mà thế giới đang phải hứng chịu, thì đội nhóm của tôi cũng vẫn đang tăng trưởng trong 3 tháng vừa qua. Yeah, so and we work from home online only. It's suitable for me. Và thực sự là làm việc ở nhà và làm việc online quá là dễ chịu đối với tôi. Yeah, so because we can do this business anytime, anywhere. Bởi vì chúng ta có thể làm cái công việc kinh doanh này ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào. And we can just start up right away our own business. Because we got a Network 21 system and also a mentor who will teach and lead us to become successful. Và chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này, bởi vì chúng ta có sự hỗ trợ của Network 21 cũng như là sự dẫn dắt của người bảo trợ, của người thầy của chúng ta. So keep using the product and sharing. Also attend all the Network 21 meetings and CEP, the audio, listen every day, are the keys to become success in this business. Thank you. Và để bắt đầu công việc kinh doanh này rất là đơn giản. Hãy thường xuyên tới các hội thảo của Network 21. Hãy nghe CD hàng ngày, nghe N-Mobile 21 hàng ngày và sử dụng sản phẩm. Đó chính là cái chìa khóa để thành công. Okay, that's all from me. Tôi chỉ có thế thôi. To you. Xin cảm ơn. Yeah.
Yes. Thank you. Bye-bye. Yes, thank you so much, Freddie, for your sharing. And it's also very useful for us. And see you later. Thank you so much. Cảm ơn phần chia sẻ vô cùng là hữu ích đến từ Freddie. Và tôi tin chắc rằng là phần này thì sẽ rất là hữu ích với tất cả mọi người. Và cảm ơn một anh một lần nữa. Anh chị và các bạn ơi, tôi muốn được nhìn thấy sự quay trở lại của anh chị trên màn hình. Và một lần nữa cảm ơn ba diễn giả quốc tế mà chúng ta đã chia sẻ. Và ngay sau đây, anh chị biết là phần gì rồi đúng không ạ? Tôi muốn được nhìn thấy năng lượng của anh chị ở cao trào hơn nữa đúng không ạ? Anh chị có thể thả cho tôi một tràng số 2 thật lớn để tôi có thể cảm nhận được là bây giờ cái năng lượng của anh chị đã lên đến mức nào rồi và chúng ta đã sẵn sàng để chào đón người được mệnh danh là quả cầu lửa của khu vực châu Á Thái Bình Dương chưa ạ? Nếu như anh chị đã sẵn sàng, bây giờ thì chúng ta hãy thật là hào hứng, hãy nạp lại năng lượng của mình để chúng ta có một nguồn năng lượng đỉnh cao chào đón phần chia sẻ đến từ upline của chúng ta, trip của năng lượng chúng ta. Anh là quả cầu lửa của hệ thống châu Á, của khu vực châu Á Thái Bình Dương, là người đứng đầu hệ thống Network 21 ở khu vực châu Á. Và ngay hôm nay thật là may mắn cho chúng ta, thật tuyệt vời khi chúng ta có cơ hội được lắng nghe chia sẻ đến từ Supat. Và ngay sau đây, ai là người đã sẵn sàng, ai là người hào hứng nhất, hãy thả cho tôi một tràng số 3 thật dài đúng không ạ? Nhiều tràng số 3 hơn nữa, tôi muốn được thấy năng lượng từ các anh chị, tôi muốn được thấy rằng anh chị đang mong muốn giống như chúng tôi được lắng nghe chia sẻ từ anh. Hãy thả một tràng số 3 thật dài đi ạ. Vâng ạ. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu phần chia sẻ đến từ Upline Triple Diamond Super. Warmly welcome Triple Diamond Super to sharing today. Video. Trước khi đến với buổi hội, trước khi chúng ta gặp mặt Triple Diamond Super, anh xuất phát điểm từ một sinh viên nghèo chỉ với ước mơ là có một cái quần. Xin chào. Thì ngay bây giờ các anh chị, can chúng ta hãy cùng đón chào. Yes, before. Thank you, Supat. Before we listen to Supat, we will share your video. Anh chị và các bạn thân mến, ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời anh chị hãy cùng theo dõi một đoạn video clip để giới thiệu về Triple Diamond Supat ạ. Thường xuyên
kiên nhẫn để dạy dỗ chúng tôi. Thế nào Philippines? Phần thưởng, những điều tuyệt vời, chuyến du lịch, những khoảnh khắc thật hạnh phúc, trải nghiệm thế giới, cuộc sống thật là tươi đẹp, bước nhảy toàn cầu. Và ở tất cả những nơi nào chúng ta đến, chúng ta đều được chào đón, được trọng đãi. Bởi vì tưởng thưởng không phải chỉ vì bạn có thể bán nhiều sản phẩm, mà tưởng thưởng bởi vì bạn đã có công giúp đỡ rất nhiều người thay đổi và thành công. Vâng ạ, vừa rồi là một video để giới thiệu về Triple Diamond Supat. Và ngay sau đây hãy giúp tôi thả thật nhiều trang số 2 hơn nữa để chào đón quả cầu lửa của chúng ta, upline của chúng ta, Triple Diamond Supat ạ. Warmly welcome Triple Diamond Supat! Anh chị có thể giúp tôi thả thật nhiều trang số 2 hơn nữa để chào đón upline Supat được không ạ? Hey, xin chào. Yeah, nice to meet you. We can hear you. Can you hear me well? Yeah, very well. Okay, xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Khỏe, rất khỏe. Rất rất khỏe. Okay, good afternoon from Bangkok. You have a wonderful online training. Amazing, amazing. Today we have many international speakers to join together today. Wow, amazing. Xin được gửi lời chào từ Bangkok, từ Bangkok, Thái Lan. Ngày hôm nay các bạn đã có một cái buổi hội thảo thật là tuyệt vời với sự tham dự của rất nhiều lãnh đạo quốc tế. Okay, today I think many of you new people and just join our system or just log in to learn our business. Tôi tin rằng là ngày hôm nay có rất nhiều người mới hay là có cái người những người mà lần đầu tiên mới được truy cập vào Zoom để có thể tham dự hội thảo. Okay, for me in the last part I want to share to you how to do next and what you need to do to success in Amway with Network 21 system. Phần cuối cùng tôi sẽ dành để chia sẻ cho các bạn cái cách để có thể làm kinh doanh Amway thành công theo công thức của N21. Okay, I do Amway business for many years. Tôi đã làm kinh doanh Amway rất nhiều năm. When I started, I was a poor student. Và khi tôi mới bắt đầu, tôi là một sinh viên rất nghèo. You know, at that time, I don't know this business is good or have powerful before. I'm just looking for some extra money to buy some new team. That's all. That's my dream at the beginning. Lúc ban đầu ấy thì tôi không biết rằng cái kinh doanh này nó tốt đến nhường nào hay là nó có tiềm năng tới nhường nào, mà tôi chỉ nghĩ rằng là tôi có thể kiếm thêm một chút tiền để có thể mua một chiếc quần bò. But after I attend the meeting, more meeting, and I follow my apply to learn, and now I found the reason why I built this business. Nhưng mà sau đó tôi đã thường xuyên quay trở lại các buổi hội thảo, tôi đã học rất nhiều và bây giờ tôi đã biết lý do vì sao mà tôi làm kinh doanh này. And my real reason is I want to be free. Mà cái lý do đích thực nhất của tôi chính là tôi muốn được tự do. I want to have my own business, especially I want to have a passive income. Tôi thực sự muốn có một cái kinh doanh của riêng mình và tôi muốn có kinh doanh độc lập. At that time, people discuss a lot about active income because in Amway business, with our system, we teach you how to build a network. When you have huge network, when you stop, the money still come. Cái thời của tôi thì người ta chỉ biết tới khái niệm thu nhập chủ động, đi làm và có tiền. Nhưng mà với Network 21 thì chúng tôi sẽ dạy các bạn cách mà có thể thiết lập hệ thống. Và khi các bạn dừng lại thì hệ thống vẫn phát triển và bạn vẫn có thu nhập. That's why I really focus on the business and build a huge network and follow the system. And now I am the Triple Diamonds. I have a huge network in Thailand and in many countries. Và chính vì vậy mà tôi chỉ tập trung vào xây dựng kinh doanh này và luôn luôn làm theo hệ thống. Đấy chính là lý do vì sao bây giờ tôi đang có một cái kinh doanh rất là lớn ở Thái Lan cũng như là xây dựng kinh doanh ở rất nhiều nước.
that because I want to have passive income, because I don't want to work hard whole life. Tôi rất muốn có cái thu nhập thụ động bởi vì tôi không muốn là phải vất vả làm việc cả đời. When I start the business, people laugh at me, you know, they look down me. They are engineer. My friend, they are engineer, they are business owner, but they think that network marketing is not true business, it's like a fake business. And they think that that business is okay, it can have the product, it can have shop, and can have the buildings. My business, no building, only building the network. And now I can realize how lucky that I made a decision to build a network. Khi mà tôi mới bắt đầu kinh doanh này thì bạn bè của tôi cười nhạo tôi, coi thường tôi bởi vì họ nghĩ rằng là họ có công việc tốt, họ có những cái kinh doanh tốt mà lúc đấy thì họ nghĩ rằng họ có sản phẩm hữu hình, họ có văn phòng cụ thể. Trong khi đó thì tôi chỉ có việc là xây dựng cái hệ thống kinh doanh của mình, đó là con người thôi. Because now you know, because I have a big network, no problem. Because we have the crisis now, the COVID-19 make me understand more why we need to build our network. Và bây giờ với cái dịch COVID như vậy thì cái kinh doanh của tôi cũng rất là tốt, không có vấn đề gì cả bởi vì đội nhóm lớn mạnh. Và chính vì bây giờ vì vậy thì người ta mới nhận ra rằng là tại sao người ta cần phải có một cái hệ thống con người mà trước đây thì họ cho coi thường, họ cho rằng kinh doanh mạng lưới là không hữu hình, không có thực. Because now many of my friends, you know, they have no job, they cannot go out from the home because of the social distancing that we have to follow. People don't go to the shop, no department store, nothing open because their business is they're waiting for people to come in. And when the people cannot go out, nothing now. You can see now, I believe that you understand what I'm thinking. Because now we have pain in around the world, not only in Thailand, in Vietnam, around the world, people could not go out from the home. Các bạn thấy đấy, bây giờ với tình hình dịch COVID và tất cả thực hiện chính sách giãn cách xã hội, thì rất nhiều người đang ở nhà, rất nhiều người đang bị mất công việc. Có nhiều cửa hàng, ngay kể cả những shopping center, những cái trung tâm mua sắm thì cũng đóng cửa bởi vì tất cả đều phụ thuộc vào cái lượng khách hàng đến. Trong khi đó bây giờ thì tất cả mọi người đang ở nhà và thế giới cùng chịu chung một cảnh, không phải chỉ ở Thái Lan và Việt Nam. Chị Hương, Chim Hương, làm tốt à, tốt lắm à. Chị Hương dịch tốt lắm. Okay, you can see now, because many business, they plan to collapse because we still don't know what's gonna happen for the future. How long we gonna have to facing about the crisis like this, how long we have to, people scared to go out to meet people. That why many businesses now is, you can see they have a problem. But because of a beauty and their business, people stay at home, people still online, people can order the product to Amway, the business still come in, the money still come to my business. That why I recognize why I build this business. Các bạn thấy đấy, bây giờ thì chúng ta không thể tiên lượng được là điều gì sẽ xảy ra, không ai có thể dự đoán được là những tháng tiếp theo nó sẽ như thế nào. Các chủ doanh nghiệp thì đang lao đao và có rất nhiều doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản. Trong khi đó với kinh doanh Amway này thì chúng tôi vẫn tiếp tục, chúng tôi ở nhà, chúng tôi kết nối, chúng tôi vẫn phát triển và sản phẩm vẫn được luân chuyển. Amway phục vụ chúng tôi tận nhà, tất cả mọi thứ đều là online và kinh doanh phát triển, thu nhập vẫn vào với đội nhóm của mình. Chị Hương, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Thank you. Okay, friends. Các bạn ơi. Why I want to tell you again, Amway business is not only product business, this is people business. Cho nên tôi vẫn nhấn mạnh với các bạn rằng kinh doanh Amway không phải chỉ là kinh doanh về sản phẩm, mà nó là kinh doanh về con người. We are building a network of consumer, or we can say consumers network or network of consumer. We build a network of people anywhere. When we have any crisis, people still alive, people still move on. That's why our business can move on. Và cái kinh doanh này chúng ta xây dựng một cái cộng đồng tiêu dùng, hay nói là khi mà có bất cứ một cái khủng hoảng nào xảy ra
thì con người vẫn cứ tiếp tục phát triển và con người vẫn tiếp tục tiêu dùng và hệ thống vẫn cứ tiếp tục lớn mạnh. Yes, you know, in Thailand also, not only in Vietnam, not only in, you heard from Josephine, Hong Kong, the volume Amway is still going on. Why? People stay at home. They still use, they have to brush their teeth, they have to take shower, they have to get shampoo, they have to get a protein, they get to have vitamin. That why business still going on. Các bạn thấy đấy, không phải chỉ ở Việt Nam hay Thái Lan, các bạn cũng có thể nghe thấy như chị Josephine đến từ Hồng Kông. Dù là có dịch Covid, dù là mọi người có ở trong nhà, thì những cái mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đánh răng, rửa mặt, tắm gội, người ta vẫn cứ phải dùng. Người ta vẫn phải dùng protein, người ta vẫn phải dùng Nutrilite. Chính vì vậy mà sản phẩm vẫn được tiêu thụ. Và please, my friend, learn to build a network with our system. Because this is I can say this is one of the best business opportunity during this period of time, during COVID virus. That is the best opportunity, my friends. Các bạn ơi, hãy học cách để xây dựng hệ thống và chúng ta sẽ có được một đội nhóm, và ngay cả trong thời kỳ COVID như này, bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, chúng ta cũng có thể xây dựng được kinh doanh cùng với công thức của N21. Like me, even though I'm here in the home, I can build a business in the Philippines, in Vietnam, Hong Kong. We do online. Okay? In this period of time, people looking for online business. Các bạn thấy đấy, tôi ngồi ở Thái Lan, ở Bangkok, nhưng mà tôi vẫn đang xây dựng kinh doanh ở Việt Nam, Philippines, Hồng Kông. Và hơn lúc nào hết, tại thời điểm này, tại thời điểm dịch COVID, thì rất nhiều người đang tìm kiếm cơ hội. Yes, of course, because, you know, I want to share you some idea. Now people discussing how can they have business, online business, because now people cannot go out. You know, people discuss a lot about how can I have the online business now because my job, I cannot go to work, I cannot work anymore. Now what, how can I do the online business? Bây giờ rất nhiều người quan tâm và họ cứ đang bàn tán là làm thế nào để có được một cái kinh doanh online. Bởi bây giờ họ không thể ra ngoài đường, họ không thể đi làm. Làm thế nào họ có thể tìm kiếm được một cái kinh doanh online? Can I share you something? What they discuss about this? Tôi có thể chia sẻ với các bạn là người ta đang thảo luận về những vấn đề gì không? You know, they discuss this. If you want to do online business, number one, you have to have the products that support for them. Và điều đầu tiên để có thể làm kinh doanh online, trước hết là bạn cần phải có sản phẩm thì mới có thể chạy được kinh doanh. Now you know, I have a chance to log in to learn. They're discussing about online. After I joined, they said this, the product need to support people who have to work from home or who have to live in a home. It means that all the products need support them. Now the cookware is more interested in the cookware because people have to cook food at home. Now the product like that have to serve them something like that. You understand? Chị? Biết ông là người từ khi tôi đã có thời. Can you hear me, chị? Kinh doanh này. I'm translating. Can you get my? I'm translating. Okay. Mọi người có thể kiểm tra audio của Apply Supat and let me translate. Let me translate. Và người ta đã bàn tán về những cái sản phẩm là những sản phẩm nào phù hợp ở cái thời điểm này khi mà tất cả mọi người ở nhà, sản phẩm nào phải phục vụ được cái nhu cầu tiêu dùng. Thế bạn biết thấy ví dụ như là những cái đồ thực phẩm hoặc là cái nồi queen ấy, nồi nấu của Amway ấy, thì người ta đã có nhu cầu rất là nhiều. Product have to provide for people work at home. They just get about online business will be number one is the product is people easy and have to use at home like cookware, like about health. People looking for product for help to take care for them to protect from COVID-19. The product like have to use every day at home. Douche bar, shampoo, because they don't go out, but they need to still have to use it at home. After I realize, and we have everything. Các bạn biết không, những cái sản phẩm mà nó phù hợp với những cái người đang ở nhà, đấy là những cái sản phẩm tiêu dùng nhanh.
dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, rồi những cái sản phẩm nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch. Và người ta không đi làm và ở nhà thì người ta vẫn cứ phải sử dụng đến nó. Và chính vì vậy mà tôi lại phát hiện ra là Amway có tất cả những cái sản phẩm này. Ok. Because you know, Amway is a plan, it the product for, you know, houseware, you know, people at home can use it. That why the volume Amway is still going on. That very important thing is people outside, they're looking for online business, but they worry about the product. How can support product for people? But Amway, they have it already. We have eSpring, we have cookware, we have toothpaste, we have shampoo, we have vitamin, everything. Serve people who have to live at home or stay at home. Các bạn biết đấy, là những cái sản phẩm phải phù hợp với những người ở nhà và có nhu cầu tiêu dùng thường xuyên. Những cái người ở bên ngoài kia họ đang thảo luận, chọn lựa những cái sản phẩm vì họ muốn kinh doanh online, và những cái sản phẩm đấy phải là những sản phẩm thiết yếu cơ. Vậy thì Amway có cả eSpring là máy lọc nước, Amway có máy lọc không khí, Amway có những sản phẩm có cỏ bộ nồi nấu rất là tuyệt vời. Tất cả những thứ mà một người ở nhà vẫn phải dùng hàng ngày thì Amway có thể đáp ứng được. Okay. More than that, you know, they discuss about to do online business, you need to have powerful supplier. The server pool supplier that can provide product for you, support you. You cannot start from the manufacturer anymore. You need to connect to supply. They discussed it. Online business, you need to have good supply. After I listened it, no problem about Amway, because Amway is the great and the biggest supply chain for us. Các bạn biết không, để có thể làm kinh doanh online tại thời điểm này thì người ta cần phải tìm được những cái nhà cung ứng hùng mạnh, hết sức là mạnh mẽ. Bởi vì bây giờ sản phẩm không thể lấy được từ nhà máy, cho nên là phải có những người cung ứng, những công ty cung ứng tốt và mạnh, đủ mạnh thì mới có thể hỗ trợ cho kinh doanh online được. Và sau khi nghe những cái điều đó thì tôi thấy rằng là Amway có tất cả những điều đó. Everything that they're discussing, I thank God that I join Amway because they have everything, okay? They're talking about logistics, you know, they say that when you have orders online, you need to support them, you have to on time for, you know, for logistics, for have the delivery to home, something like that. Everything done by Amway. After I joined that meeting, they discussed how to do the perfect online business. I say to in my mind, I keep it in my mind, and thank God that I do Amway because I have the best supplier, I have the best product, I have the best logistics, I have the best support that Amway company. Give a big hand to Amway company. Các bạn biết không, là họ nói rằng là cần phải có một kinh những người cung ứng, những cái công ty cung ứng rất là mạnh, hùng mạnh, có thể đáp ứng được cái nhu cầu chuyển hàng này, rồi là đưa hàng tới người tiêu dùng này, làm thế nào để có thể đúng thời hạn. Và sau khi nghe họ nói như vậy thì tôi đối chiếu với kinh doanh Amway, chúng ta có tất cả những điều đó, chúng ta có thể được cung cấp hàng hóa liên tục, thường xuyên và ngay lập tức. Okay, that's why I want to say this. Now is the time for you. You just only learn how to build a network. You just only learn how to build your consumer network. When you have big network, the online shopping through Amway, money come to you. That very simple thing for everyone. Everyone can do this business because we have the Amway supply for you, and we have to learn, just only learn. Learn some skill, how to build a network. And luckily, we have a second partner is Network 21. Network 21, that is a program, a system to train you to be the expert in building networking. Các bạn biết không, một cái kinh doanh hoàn hảo người ta đang tìm kiếm thì Amway đã kinh doanh online hoàn hảo mà mọi người đang tìm kiếm thì Amway đã đáp ứng đầy đủ. Việc của các bạn bây giờ là học cách để xây dựng hệ thống, một cái hệ thống người tiêu dùng, và khi nó lớn mạnh thì các bạn có thể có một cái thu nhập rất là tốt. Chúng ta đã có một đối tác đầu tiên, đó là nhà cung ứng, đó là nhà sản xuất Amway. Họ đã làm tất cả những cái việc mà cần phải có để cung ứng hàng hóa và đưa hàng hóa tới tay người tiêu dùng. Và chúng ta may mắn rằng chúng ta có thêm một đối tác thứ hai, đó là Network 21, dạy
cho chúng ta cái cách để xây hệ thống. Việc của chúng ta, cái bí quyết rất đơn giản là chúng ta phải học, học và học. Và điều đơn giản mà ai cũng phải công nhận là tất cả mọi người đều có thể làm được kinh doanh này. Okay, you got my idea, you got my point. Why we are so lucky? If you got my idea, you got my point, say yes. Nếu mà các bạn hiểu được yes, cái ý mà tôi muốn nói yes, thì hãy gõ yes, yes, hoặc là gõ số 1 mà. Okay, now you need to learn how to build a network. Bây giờ thì các bạn cần phải học cách làm thế nào để xây dựng mạng lưới. It's very simple because we have the third partner that is your upline. Rất là đơn giản bởi vì các bạn lại có một đối tác thứ ba, chính là những người bảo trợ, người giới thiệu like các today, bạn. You know, like today, we run the meeting, everything by your upline. You are so lucky that you work with the Helen Diamond Chi Hương and all the Diamond team and Emerald team in Hanoi and Ho Chi Minh. We work together. You have the wonderful apply to work with you, teach you how to build a network. Giống như ngày hôm nay, các bạn đang tham dự một cái hội thảo được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng của lực lượng và lãnh đạo và bảo trợ tất cả những đội ngũ của Emerald, Diamond và chị Hương ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, ở các tỉnh thành. Again, I want to tell you again, we are in the network marketing. We are in, we Amway. We are in Amway, yes. We not only sell product, we not only sell soap. You have to learn how to sell hope, how to sell opportunity, how to move people. And then when they're excited, we have more network, they consume the product, money come to you. Và với kinh doanh Amway, tôi nhắc lại là không phải chúng ta chỉ có bán sản phẩm, bán sản phẩm. Các bạn phải học cách bán hy vọng, các bạn phải học cách để bán cơ hội. Và khi các bạn xây dựng một cái đội nhóm, một cái cộng đồng, người ta thay đổi, người ta dịch chuyển, người ta tiêu dùng sản phẩm, thì lúc đó sản phẩm, thu nhập của các bạn sẽ có. Okay, that's why I want to say this. Okay, we have three partners. We have Amway, we have Network 21, we have Upline. Các bạn thấy là chúng ta đang có ba đối tác để nâng đỡ cái kinh doanh của các bạn. Chúng ta có Amway, chúng ta có Network 21 và chúng ta có đội ngũ của những người bảo trợ gọi là MTV. And how about you? What you need to do? Vậy thì còn bạn, bạn cần phải làm gì? You need to learn to work. Các bạn cần phải học cách làm việc. And we only learn to work, just only do online, that's all. Và bây giờ chỉ học mỗi cách là làm online thôi. What you need to do? Vậy bạn cần làm gì? You need to learn how to shoot a plan online. Các bạn cần phải học cách chia sẻ ý tưởng kinh doanh trực tuyến. You need to learn how to demo products online. Các bạn cần phải học cách để có thể minh họa sản phẩm trực tuyến. You need to learn how to plug people to online meeting like this. We cannot go out, we cannot have the meeting outside, no problem. We online like this, bring your people to online like this. Các bạn cần phải học cách làm sao có thể kết nối người của các bạn với hội thảo như thế này, hội thảo trực tuyến, bởi vì đang có dịch, chúng ta không thể ra khỏi nhà được, chúng ta không thể có hội thảo gặp gỡ lẫn nhau được, cho nên chúng ta phải học cách sử dụng hội thảo trực tuyến. We do everything online, show the plan, sell the product, follow up, start up, fast track, everything that the technique we need to do, we do online. Tất cả những cái kỹ năng để làm kinh doanh bây giờ chúng ta chỉ học cách là làm thế nào làm trực tuyến được, từ chia sẻ ý tưởng, demo sản phẩm, follow up, khởi động, bám sát, tất cả mọi thứ đều gọi là online. Okay, I have two keywords to you for today, okay? Tôi có hai cái từ khóa cho bạn ngày hôm nay. Can I write down on the whiteboard? Tôi sẽ viết lên bảng nhé. What you need to focus on? Two keywords. Các bạn cần phải tập trung. Có hai từ thôi. Chị Hương, can you hear me well? Yes. Okay. Move here. You see the whiteboard? Các bạn có nhìn thấy bảng trắng không? To success in Amway, okay? To success in building the network, very simple. Okay? I will teach you. Để thành công trong kinh doanh này rất là đơn giản. Làm có hiểu không? Hiểu. Làm việc nặng việc. Làm việc. Okay? Chăm. Yeah? Yes. Làm việc chăm chị huyền chị. Good. Chị hỏi. Có hiểu không? Hiểu. Làm việc chăm chị. You need to work hard, my friend. Các bạn cần phải làm việc chăm chị. You have to work hard, not to succeed this business. Just only do what you need to do. Show the plan online, demo products online, promote downline online.
Work hard, my friend. Các bạn ơi, để thành công trong kinh doanh này, điều đầu tiên là các bạn cần phải làm việc chăm chỉ, làm online. That's the key word to success in this business. Ở trong kinh doanh này thì cái từ khóa để thành công chính là làm việc. Ok, các bạn ơi, có hiểu không? Các bạn có làm hiểu việc không? Chăm chỉ. Làm việc chăm chỉ. If you understand, say yes. Nếu mà các bạn hiểu thì bấm chữ yes hoặc là bấm But chữ y dài. In this business, yes, we learn to build a network. We learn to build a big network, chúng ta right? Học cách để có xây dựng một cái hệ thống lớn. But you need to develop yourself also. Nhưng mà bạn cũng cần phải phát triển bản thân. If you only work hard but you have no knowledge, you cannot success. Nhưng mà nếu bạn làm việc chăm chỉ mà không có kiến thức thì bạn cũng không thể thành công được. The key in this business that we have a system for you. Và điều cốt lõi là trong kinh doanh này chúng tôi có một hệ thống cho các that bạn. That we have end-to-end mobile applications. Và chúng ta có một cái ứng dụng đó là N21 Mobile. Okay, end-to-end mobile application that is a knowledge for you. Và với kiến thức của Network 21 qua N Mobile chính là you can learn and develop your business, learn the technique, everything from N21 Mobile. Và chúng ta hãy học những cái kỹ năng đến từ N Mobile 21. Anywhere, even though you're in the home, even though you're in the bed, or even though in the kitchen, anywhere, you can learn through internet, log into N21 Mobile application. Các bạn biết không, cho dù các bạn có ở trong nhà tắm hay ở trong bếp hay là ở trên giường, bất cứ nơi nào bạn có thể cắm cái tai nghe vào qua internet, bạn học được những bài học từ Network 21. You have to develop yourself. You have to develop yourself. Các bạn phải phát triển bản thân mình. Because in this business you need your belief. Bởi vì kinh doanh này cần cái niềm tin của các bạn. When you have more belief, you can move the business. Khi các bạn có thêm niềm tin thì các bạn có thể phát triển kinh doanh. People will follow you because you believe it. Những người khác sẽ theo bạn bởi vì bạn có niềm tin. The product could not move people. Sản phẩm không có thể dịch chuyển con người được. But you can move people. Nhưng bạn thì có thể dịch chuyển con người. Your dream, your belief, your commitment can move people. Ước mơ của bạn, niềm tin của bạn, sự cam kết của bạn có thể dịch chuyển. That's why you keep to learning, keep learning, okay? Work hard is not enough. Chính vì vậy mà các bạn cần phải tiếp tục học. The keyword, another keyword, very important, because làm việc chăm chỉ, right? Second one is làm việc, right? Làm việc. Thông minh. Đúng không ạ? Làm việc chăm chỉ và làm việc thông minh. Very important. Rất là có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Các bạn có hiểu không ạ? Các bạn có hiểu không ạ? Có hiểu làm không ạ? Làm việc is not enough. Làm việc chăm chỉ is not enough. You need to làm việc thông minh chứ. Làm việc chăm chủ không đủ. Okay, these are my two keywords. How to success. Và đây chính là hai cái từ khóa để có thể thành công. Work hard online. Làm việc chăm chỉ online. Show the plan online, home meeting online, demo product online, work hard online. Chia sẻ ý tưởng kinh doanh, demo product, minh họa sản phẩm, khởi động tất cả mọi thứ làm online hết. Keep learning. Và tiếp tục. Okay, listen more N21 Mobile application. Và thường xuyên phải nghe thêm những cái bài giảng trong N21 Mobile. Read more books. Đọc nhiều sách hơn. Attend all the meeting, online meeting with us. Tham dự tất cả những cái buổi hội thảo online cùng với chúng tôi. Bring your team to log in online like this. Hãy mang những cái người bạn, những đội nhóm của mình. We need to move people. When we move people, people will move products. Chúng ta cần phải dịch chuyển con người thì con người sẽ dịch chuyển sản phẩm. That's why the secret is why we have to work hard and work smart. Đấy chính là một cái bí quyết. Chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ và làm việc thông minh. I see many people work hard but they not get what they want because they don't learn to change themselves. They don't learn how to become a leader. Các bạn biết không, tôi đã thấy rất nhiều người không thể thành công được mặc dù họ làm việc chăm chỉ bởi vì họ đã không rèn luyện bản thân, không phát
triển để có thể trở thành lãnh đạo. I success this business because I keep learning. I learn from network to one mobile, and I learn from N21 mobile application every day. Các bạn có biết là tôi có thể thành công với kinh doanh này bởi vì tôi luôn luôn học hỏi, tôi thường xuyên nghe những cái bài trong N21 mobile hàng ngày. Make sure your team are in the N21 mobile. Hãy đảm bảo rằng toàn đội nhóm của các bạn đều tham gia vào chương trình học của N21 mobile. Who listen N21 mobile application, that means your business is growing faster and faster. Những người nào trong đội nhóm của các bạn mà nghe N-Mobile 21 hàng ngày, có nghĩa là đội nhóm của các bạn sẽ càng okay. phát triển. That is two keywords for me today. Đấy chính là hai cái từ khóa mà tôi dành cho các bạn ngày hôm nay. Can I share you some picture before I finish? Tôi có thể chia sẻ với các bạn một vài cái ảnh trước khi tôi kết thúc không? If you clear, say yes. Nếu mà các bạn đồng ý thì bấm chữ yes. Chị ơi, they understand my tiếng Việt à? Các bạn có hiểu tiếng Việt của diễn giả của Tài Sư Phát không ạ? Làm việc chăm chỉ và làm việc thông minh. Trở thành kim cương. Okay. I will show you some picture, and you can see. You can see what our Thai team doing in Thailand. Các bạn có thể nhìn thấy là đội nhóm Thái của tôi làm như thế nào. And I think I have some story to tell you because you know I just came back from Colombia. Và tôi cũng sẽ có một vài câu chuyện kể với các bạn bởi vì tôi vừa mới trở về Colombia. I went to Peru. I went to Brazil. I have many stories to tell you, but we have no time to meet. I will share you some pictures of what I did when I went to South America. Sau đó thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái hình ảnh. Okay. Tôi khi tôi đến Nam. Everyone see the picture? Các bạn có thể nhìn thấy cái bức ảnh này không ạ? Can you see the picture? Yes. But I don't see myself. I don't see picture, right? Tôi không right? nhìn được thấy bản thân tôi. Mọi người kỹ thuật thử xem. My friends, các bạn ơi, he is one of my leader in Thailand. Đây là một trong những lãnh đạo của tôi ở Thái Lan. Yeah, they do what I'm saying. I train them like I told you, okay? I train them like I told you. Keep showing the plan online. Bảo họ cũng như là tôi đang bảo các bạn. He is online and very simple. He have the whiteboard and show the plan to friends. Đây là some friends stay at home. Cái bảng trắng chia sẻ cho một người bạn. Some friends stay at home, never have chance to meet, but because of COVID-19, we can approach them because they stay at home. We can show the plan to everyone at home. Không có dịp gặp nhau, nhưng mà bởi vì thời COVID cho nên là họ ở nhà và chính vì vậy có thời gian mà mình they có thể chia sẻ. They do online at home, you know, làm they follow up at home. Làm this nhà. Is some sample, okay? They do follow up, start up, everything online. Đây là khởi động này, bám sát. Tất cả mọi thứ đều làm trực tuyến. Yeah, I hope you can adapt for your country too. You just only do what you do, learn from apply, but only adapt to tôi online. Tôi hy vọng là các bạn cũng có thể làm và làm tại nhà, học cách làm và điều chỉnh qua bảo trợ của mình. This is Rachel, you know, she adapt and show the plan online also. Đây là Rachel, cô ấy cũng đã điều chỉnh và cô cũng đã trình bày ý tưởng kinh doanh trực tuyến. We do the basic online. Chúng tôi làm tất cả những điều cơ bản online. And we promote product online. Chúng tôi cũng quảng bá sản phẩm online. You can do everything just only adjust to online. Các bạn có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ có một điều chỉnh nhỏ đó là làm trực tuyến. When you have the group, you bring the group together, you can show the plan on Zoom like this, we call home meeting online. Khi mà bạn có một nhóm ấy, bạn có thể gộp qua họ lại và có thể trình bày và làm Zoom. My leaders, no, show the plan online and they group people together. We call I home meeting, internet home meeting. We call I show the plan, we call I product. I is mean internet, okay? That means you can do I home meeting also. Và lãnh đạo của tôi cũng đã tập hợp nhóm của anh ấy và trình bày ý tưởng. Chúng tôi có những cái từ là I đứng đầu tất cả những cái từ tiếp theo là BP, home meeting rồi sản phẩm. Có nghĩa là internet meeting rồi internet sản phẩm. Internet after, chia sẻ.
after apply to it, later downline copy. Khi mà những cái người lãnh đạo bảo trợ làm thì sau đó là những người tuyến dưới họ cũng sẽ làm theo. He is a downline of my leaders. Và đây là tuyến dưới của lãnh đạo của tôi. Okay, I show you this. Why? Because I want to tell you everything is simple because our job is, our business is building the network, okay? We should plan with the more products, but we adjust only online. Tôi nói với các bạn rằng là công việc của chúng ta rất đơn giản. Chúng ta vẫn cứ làm như vậy, chia sẻ sản phẩm. Nhưng mà chúng ta chỉ có điều chỉnh một chút là chúng ta làm online thôi. I want to tell you, you heard many negative news from Italy. Các bạn thấy không là chúng ta nghe được những cái tin rất là xấu từ thị trường Ý. A lot of people, you know, die because of COVID-19. Yeah. Có rất nhiều người đã tử vong vì COVID-19. Because I follow the system, you know, I not follow much negative news because I cannot control, okay? I can control myself. I only read books. I only listen. And to my mobile, and then I have more positive, I have energy because I don't follow the negative news. Và các bạn thấy đây là tôi cũng đã làm theo hệ thống. Tôi không nghe những cái tin tiêu cực ở bên ngoài bởi vì tôi cũng không thể kiểm soát được những cái tin tức đó, tình hình đó. Chính vì vậy mà tôi đọc sách nhiều hơn, tôi nghe N Mobile 21 nhiều hơn, cho nên tôi nhận được những cái điều tiêu cực hơn và tôi cảm thấy năng lượng của mình tích cực hơn. But my friend in Italy sent me some picture. Did you know many people died in Italy? Và các bạn thấy ông là bạn của tôi ở Ý, họ đã gửi cho tôi những cái bức ảnh rất nhiều người ở Ý đã chết. So sad because people don't plan to die because COVID is very fast, they get the effect and they die. Các bạn thấy đấy, chẳng ai trong chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái chết, nhưng mà bởi vì dịch COVID đã tiến triển quá là nhanh, cho nên là nó thúc đẩy cái tử vong rất nhiều. Many Italian people, you know, they die. You know, after I heard this news, I sent a text to Massimo, one of the top leader in our team, in Max Family team in Italy. Các bạn biết không, sau khi nghe được những cái tin buồn này thì tôi cũng đã trao đổi với Massimo Bini, đó là một lãnh đạo rất là lớn của I sent to him, hey Massimo, what happened? Are you okay? Your family okay? Your downline okay? I concerned about it because I get the negative news. You know what? Tôi nghe được những cái tin tiêu cực như vậy thì tôi cũng đã hỏi Massimo Bini về gia đình anh ấy, về đội nhóm của anh ấy, bởi vì tôi đã nghe quá nhiều những cái thông tin không tốt. Các bạn có biết là... But he said, no problem, support. We learn excited to build the business online. Và anh ấy nói rằng là support đây không có vấn đề gì cả. Chúng tôi đang rất hào hứng bởi vì chúng tôi học cách làm kinh doanh online. Oh, I'm so excited because, you know, we really worry about them because we heard about negative news. But the least they don't concern much about this. They learn their job to work online. Các bạn thấy không? Mình thì nghe những cái tin như vậy thì mình lo lắng, mình hỏi họ thì họ bảo không, họ cũng không quan tâm nhiều đến những cái công ty tiêu cực đấy. Họ chỉ học cách điều chỉnh và họ học cách làm việc và phát triển kinh doanh. That's why I want to tell you again, the business is moved by leadership, not moved by products. Cho nên tôi lại nhấn mạnh với các bạn là cái kinh doanh này được dẫn dắt bởi năng lực lãnh đạo chứ không phải bởi sản phẩm. When people, you know, they have leadership, they think in the positive, they can move on, you know. And way in Italy, you know, no people can go out, but they lock down, everything locked down, this Amway in Roma. Các bạn biết đấy, somebody's. Là lãnh đạo của chúng ta không quan tâm đến những cái điều tiêu cực, họ học cách điều chỉnh và họ làm kinh doanh. Và ở Amway đấy, Amway ở Ý đấy, mọi người thấy không, các cửa hàng cũng vậy, là không có ai được đi ra ngoài vì tất cả đều là đang bị cách ly. Chị ơi, someone do something in the picture. Đề nghị mọi người đừng chạm tay vào màn hình và vô tình please, vẽ lên trên màn hình ạ. Please tell them to polite, don't do this because we online, many people cannot và see the picture. Bởi vì các bạn có thể là vô tình thôi, nhưng mà vì chúng ta đang có rất nhiều người trong phòng, cho nên việc các bạn mà chạm tay vào màn hình và vẽ như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng tới những người khác. Can you move what they do this? I cannot see the picture. Vì các bạn vẽ lên là diễn giả không nhìn được cái tranh nữa. Okay, thank you. Please don't do anything in the picture because I want people to see the picture clear. Yeah. Vâng, các bạn là không vẽ để cho những người khác có thể nhìn thấy rõ. This is Amway in Italy, in Roma. Đây là hình ảnh Amway ở Rome, ở
You know, in Italy now people cannot go out, they locked down for a month now. Các bạn thấy đấy, bây giờ một tháng rồi, người ta đã phải ở trong nhà rồi. There is we call Duomo, there is a big church in Milan, you know, people die a lot. Đây là cái nhà thờ rất là lớn ở Milan và rất nhiều người chết ở Milan. Normally this area plenty of people here because the tourist place to visit here. Bình thường thì đây là một cái nơi mà du khách rất thích đến thăm. Yeah, and now people cannot go out, you know. Bây giờ người ta không thể ra ngoài được. This is in this is in you know how to say you know what this? Venice. The city is not Venice. Okay, the Venice, yeah. The Venice city. Đây là thành Venice. Now no more because beautiful city, no more people can go out. Bây giờ nó hoang vắng, không ai có thể ra ngoài được. You know, after that Peter Mac sent me the message, I surprised. Và sau đó thì Cloud Peter Mac đã gửi cho tôi một cái thông tin và làm cho tôi rất ngạc nhiên. Fabrizio Sulier, COMBE3, they said đây là tổng giám đốc của Amway Italy. February and March, Amway grow up 20% and 20% in Italy. Các bạn có tưởng tượng được không, là tháng 2 thì doanh số tăng 27%, tháng 3 tăng 20%. You see this amazing. Các bạn thấy có tuyệt vời không? Even though the many business is corrupt now in Italy. Có rất nhiều doanh nghiệp đang sụp đổ, đang phá sản ở Ý. And Amway Italy is still growing. Nhưng mà Amway ở Ý thì vẫn đang phát triển. Why? Tại sao? Because our business is moved by leadership. Bởi vì kinh doanh của chúng ta được dẫn dắt bởi năng lực lãnh đạo. We move people and people will move products. Chúng ta dịch chuyển con người và con người dịch chuyển sản phẩm. I want to reconfirm you are in the right business. Và tôi muốn xác nhận với các bạn một lần nữa là các bạn đang ở trong cái business. Because this business growing even though the crisis. Và bởi vì cái kinh doanh này vẫn phát triển cho dù gặp khủng hoảng. And then Bill Gates say if your business is not on internet, then your business will be out of the business. I totally agree with him. Và tôi hoàn toàn đồng ý với cái lời nhận định của Bill Gates, tỷ phú Bill Gates, là nếu như kinh doanh của các bạn không ở trên internet thì bạn đã tự loại kinh doanh của mình ra khỏi kinh doanh. Now we are online, we are the future. Và bây giờ chúng ta đã trực tuyến, có nghĩa chúng ta đã là tương lai rồi. Learn, my friend, learn to build a big network. Các bạn ơi, hãy học cách để có thể xây dựng một cái mạng lưới lớn. One day you will be happy and you will enjoy your life that you do Amway with N21 system. Và một ngày nào đó thì bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và bạn thấy là may mắn vì bạn đã làm Amway với network 21. Okay, my friend, before I finish the meeting. Các bạn ơi, trước khi mà tôi kết thúc buổi họp. I have one story to share to you. Tôi có một cái câu chuyện để chia sẻ với các bạn. Chị ơi, can I have more 10 minutes? Có thể thêm 10 phút, yes. Okay. Xin mọi người đừng đạm vào màn hình ạ. Mọi người có thể bỏ tay vào màn hình được không? My friends, I built a business for many years. Chúng tôi đã làm kinh doanh này, tôi đã làm kinh doanh này rất nhiều năm. And the last trip, I learned something. I went to Machu Picchu, I went to Rainbow Mountain. I learned something. Các bạn ạ, trong chuyến đi gần đây nhất thì tôi đã đến Machu Picchu và tôi đã đến cái núi cầu vồng và tôi đã học được một bài học. Because you know, one of my dream, you know, I want to visit one place we call Rainbow Mountain. Và một trong những cái chuyến một ước mơ của tôi là đến được cái núi cầu vồng. But not easy to go there. Nhưng mà không có dễ để có thể đến đó được. You know, I have to leave from the hotel at 3 o'clock. Tôi phải dậy từ 3 giờ sáng và rời khách sạn. Because the next day I had to fly to Brazil. Bởi vì ngày hôm sau thì tôi sẽ bay đến Brazil. I have to fly to Brazil because the next flight is afternoon. I have only 6 hours to visit Rainbow Mountain. Tôi chỉ có 6 tiếng để có thể tham quan núi cầu vồng bởi vì buổi chiều có chuyến bay đến Brazil.
And these two guys, you know, they pick me up from the hotel from 3 o'clock. Và có hai chàng trai đã đến đón tôi lúc 3 giờ ở khách sạn. I go there even though I scared that I have a shot or not because the dream I want to see Rainbow Mountain. Thực sự là cũng hơi sợ đấy, nhưng mà ước mơ của tôi là muốn được tham quan. But you know, when I be there, the tour guide says, "Supat, we have to drive about 2 hours, 3 hours, and then after be there, we have to walk about another 2 hours." Các bạn biết đấy là phải đi khoảng mất 2-3 tiếng từ khách sạn bằng ô tô, nhưng mà đến nơi rồi lại phải đi bộ khoảng tầm 2-3 tiếng nữa. Because you know the Rainbow Mountain, they are on the top, very high, very, very high, that have no oxygen and very hard to breathe. Ở đỉnh cầu vồng thì ở độ cao rất là cao và thiếu oxy và rất khó thở. I have, you know, I cannot walk because I cannot breathe. That's why I have to rent the horse and ride the horse to the mountain. Bác bạn biết đấy là thiếu không khí, thiếu oxy nên tôi khó thở, tôi không thể đi được và cuối cùng là tôi phải thuê ngựa để trèo lên đỉnh núi. I can tell you that very hard time for me. Và thực sự đó là một cái điểm thời but điểm rất là khó khăn đối với tôi. But my dream very clear. Nhưng mà cái ước mơ của tôi thì rất là rõ ràng. Because when I walk for a while, you know, the storm comes, the storm tôi comes. Tôi đi được một đoạn đi thì là bão đến. They have foggy, a lot of clouded. I cannot see anything, you know. Mù mịt, không thể nhìn thấy gì cả. But the dream very clear. Nhưng mà ước mơ thì vô cùng rõ ràng. I just keep asking my tour guide, "Hey, you sure that I can see the mountain? Because now the fog is come, the cloud come, I cannot see anything." Và tôi cứ luôn luôn hỏi cái người dẫn đường của tôi là, "Này, cậu có chắc rằng là tôi có thể đến được núi Cầu Vồng và tôi có thể ngắm được núi Cầu Vồng không? Bởi vì giờ sương mù dày đặc." And after that, they say that, "Supat, we cannot go out by horse. Now we have to walk, huh?" I và sau đó walk. Thì anh ấy thông báo với tôi rằng là Supat ơi, không thể đi bằng ngựa được đâu, bây giờ phải đi bộ. We have to walk in about another 1 hour. Lại phải đi bộ thêm khoảng 1 tiếng nữa. My God. But trời I walk, I try to go up because my dream very clear. I want to see Rainbow Mountain. Tôi đã cố hết sức để có thể đến được núi Cầu Vồng bởi vì ước mơ của tôi rất rõ ràng. Chị ơi, I think you can explain them again. Please be polite. Don't do anything about people. Làm ơn có thể đừng ngắt cái cảm xúc của diễn giả khi mà mọi người vẽ lên vô tình hay là cố tình vẽ lên trên ảnh được không ạ? Please respect people. Mọi người hãy tôn trọng những người khác ạ. I never see like this. Tôi chưa bao giờ gặp cái cảnh này đâu. Please polite because we want to show picture to friends. If you don't các want to ơi, see, hãy you can leave the room. Bởi vì rằng là nếu bạn không thích thì bạn có thể rời phòng. Vì còn rất nhiều người đang ở trong phòng ạ. Okay, gone. After I walk is, you know, and then I arrive there. Và tôi đã đến nơi. You know, I don't see anything. Tôi không nhìn thấy gì cả. This, the place at the top. Behind of me, at the behind of me, that is Rainbow Mountain. Và đằng sau tôi đó là núi Cầu Vồng. What do you think about this? When you work so hard, you know, you dream about it, but after you achieve it, you don't see the result yet. Các bạn nghĩ thế nào ạ? Khi mà các bạn đã làm việc rất là chăm chỉ và cái ước mơ của các bạn rất là rõ ràng, nhưng mà khi các bạn tới nơi thì các bạn không nhìn thấy gì cả. Same thing. You know, when we build a business, sometimes we work so hard but we don't get the result what we want. Các bạn thấy đấy, nó cũng giống như trong kinh doanh này, có khi chúng ta làm việc rất chăm chỉ nhưng mà chúng ta không nhìn thấy kết quả. But you have to believe it. Nhưng mà các bạn cần phải có niềm tin. I try to keep asking my tour leader guy that, "Hey, you sure that the mountain will come out because I don't see anything?" Và tôi cứ liên tục hỏi cái người dẫn đường cho tôi là, "Thì cậu có chắc chắn là tôi sẽ nhìn được thấy núi Cầu Vồng không?" And that time, you know, I'm very cold, chị ơi, very cold because
the storm comes, you know, my face, you know, like freezing, you know, I cannot breathe. Các bạn có biết không, lúc đấy tôi vô cùng lạnh bởi vì bão đến và ngay kể cả mặt tôi cũng như là đóng băng lại, không thể thở. I have to stay there about 1.5 hours. Mà tôi phải ở đó khoảng 1.5 tiếng. Because we have to wait until the cloud gone and the sun come up, something like that. Yeah. Mà chị ơi, tôi phải ở đấy để chờ khi mà mặt trời lên và sương mù tan thì tôi mới có thể nhìn được. You know, I still have worry because my flight is in afternoon. I have to leave here to airport as soon as possible. Otherwise, I will miss the flight. Mà tôi lại phải quay trở về bởi vì chuyến bay của tôi đi Brazil vào buổi chiều. Tôi phải quay trở về nhanh chóng để không tôi sẽ lỡ chuyến bay. Police guy, you sure? Mountain coming? Because I have no more time. And they say, Supat, don't give up. We have to see it. It's amazing. We have to keep going. We have to see it. Tôi cứ liên tục hỏi cái người dẫn đường và cũng được động viên là không, chúng ta phải tiếp tục bởi vì nhất định là chúng ta phải nhìn được thấy, phải ngắm được cái núi cầu vồng. It's like a Amway business, you know. Nó cũng giống như kinh doanh Amway vậy. Sometimes you lost beliefs. You need to believe in upline. Có những khi bạn mất niềm tin. Sometimes you work so hard but you don't get the result yet. You have to trust upline. Có những lúc mà bạn làm việc chăm chỉ mà bạn không thấy kết quả. You have to believe people who achieve it. You have to trust upline. Các bạn cần phải tin vào những người đã đạt được thành công. Các bạn cần phải tin vào bảo trợ của mình. And finally, you know, and finally, I wait here for 1.5 hours, and finally, it's gone. Các bạn biết không, đợi 1.5 tiếng đồng hồ và cuối cùng thì sương mù đã tan. You know, I see many people, about 1,000 people, they quit, they walk, going down, and they back home because it's too cold, but only me and not much people still keep sit there, and then finally we see our dreams. Các bạn nhìn thấy không? Tôi đã chứng kiến cả ngàn người đã lũ lượt ra về bởi vì rất là lạnh, họ không thể chờ được. Cuối cùng thì chỉ còn có tôi và một ít người nữa ở lại chờ đợi và chúng tôi đã nhìn thấy núi cầu vồng. Friends, it's same like Amway business. Keep doing it. Persistent, do whatever it takes, okay? No matter what, stick down on it, okay? No matter what, stick out on it and go diamond. Các bạn ơi, cũng như là kinh doanh Amway, hãy làm việc, hãy kiên định, hãy làm, tiếp tục làm và cho đến khi có kết quả. And then, you know, I stand in the top, I see the very nice Rainbow Mountain. I thank God that I don't quit. I thank God that I keep doing it. I thank God that I follow guide. I follow upline. Các bạn ơi, tôi đứng trên đỉnh núi và ngắm nhìn núi cầu vồng. Tôi tự cảm ơn mình. Tôi cảm ơn Chúa là tôi đã không bỏ cuộc. Tôi đã kiên trì, cũng như là tôi đã nghe theo và tin tưởng bảo trợ. Okay, my friend. Work hard. Các bạn ơi, làm việc chăm chỉ. Focus on your dreams. Tập trung vào ước mơ của mình. Làm việc chăm chỉ. Làm việc chăm chỉ. Làm việc thông minh. Làm việc thông minh. Trở thành kim cương. Và trở thành kim cương. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cảm ơn Upline Supat. Tất cả mọi người lặng đi, xin nhường lời lại cho MC ạ. Ca
Các anh chị thân mến, buổi hội thảo của chúng ta sau những phần chia sẻ của các diễn giả, chúng ta thấy vô cùng là hào hứng, có đúng không ạ? Vâng, các anh chị hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn để chúng ta cảm ơn tất cả những người trong ban tổ chức của chúng ta, được không ạ? Vâng, vâng, và hy vọng rằng sau buổi ngày hôm nay thì các anh chị đã nghe được một cái thông điệp gì đó và học hỏi được một cái điều gì đó, và đặc biệt là các anh chị đã nhìn thấy những hình ảnh của những người thành công cùng với cái sự dẫn dắt của những người lãnh đạo trên toàn thế giới. Và các anh chị hãy cùng nhau ạ, chúng ta hãy gặp lại những người mời mình đến đây để mình được tìm hiểu kỹ hơn nữa những cái thông tin ạ. Cảm ơn phần chia sẻ đến từ Upline Supat. Và sau đây thì tôi xin được đại diện cho Best Team Việt Nam gửi lời cảm ơn đến anh. On behalf of Best Team Việt Nam, thank you for your wonderful speech today, and I hope to see you soon and want to listen to more of your sharing. Thank you so much. Tôi vừa đại diện cho Best Team gửi lời cảm ơn đến Upline Supat và hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại anh trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Và những phần chia sẻ của Upline Supat thật sự là rất sâu sắc, và hy vọng rằng là với những phần chia sẻ của anh thì chúng ta đã nhận ra rằng là công việc kinh doanh của với Amway và N21 thì không phải là một quãng đường mà chúng ta có thể thấy trong một thời gian ngắn. Chúng ta cần kiên định hơn nữa để có thể đạt được đến thành công. Và hội thảo xây dựng kinh doanh của chúng ta BBS ngày hôm nay, Success Day, ngày hội thành công của chúng ta đến đây đã kết thúc. Một lần nữa, đại diện cho ban tổ chức xin được cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia và lắng nghe cũng như là góp phần cho chúng tôi tạo nên sự thành công của hội thảo ngày hôm nay. Một lần nữa, xin cảm ơn, thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngay sau đây xin mời tất cả anh chị chúng ta quay trở lại với người đã mời các anh chị vào phòng ngày hôm nay, đã chia sẻ ý tưởng với các anh chị để chúng ta cùng thảo luận thêm về ý tưởng kinh doanh này. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào BBS tháng 5 ạ. Xin chào.